Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2018. Chúng ta học tiếp theo phần nghiệp. Trước khi mà chúng ta đi vào cái bài kinh tiểu kinh nghiệp phân biệt, thì sư cô ôn lại cái phần trước mà chúng ta đã học. Thật ra khi mà nói về nghiệp á, thì tất cả Phật tử đều biết hết, không có người nào không biết. Nhưng chỉ là mình chưa có biết hết cái hệ thống đó thôi. Và nhân cái phần học này đó là sư cô cũng muốn rằng sau khi mình học rồi là nói tới nghiệp á, thì mình không có cái gì mà mình mơ hồ hết. Thành ra sư cô luôn chốt những cái điểm chính, để từ những cái điểm chính đó mình nhớ. Bởi vì hằng ngày là mình tạo nghiệp, và hằng ngày là mình nhận quả của nghiệp. Nhớ vậy. Tức là cái nghiệp quả nó luôn luôn xảy ra trong cái đời sống của mình, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Chứ nó không phải là xa lạ trong sách vở đâu, mà nó có thật trong cái đời sống của mình. Mình hiểu như vậy để mà mình đó hằng ngày mình biết mình tạo nghiệp gì, và hằng ngày mình nhận cái quả gì mình biết. Chúng ta nhớ là luôn luôn trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó luôn luôn đó chảy hai cái dòng nước. Một cái con kênh nước trong và một cái con kênh nước đen. Con kênh nước trong này là nó gồm có thiện và thiện có trí. Khi chúng ta sanh ra làm người thì luôn luôn chúng ta có cả hai phần này. Và những cái chúng sanh mà sanh ra không phải là người, là súc sanh đó, thì đó cái phần thiện trí nó bị che khuất. Nó bị che khuất. Nó chỉ có cái phần thiện mà thôi. Cho nên những cái ai đó mà mơ ước rằng là thôi mình đừng có làm kiếp người nữa, mình làm kiếp thú có người nuôi sướng hơn, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lời nguyện đó là chúng ta che khuất cái trí tuệ về tâm linh của mình. Và những ai mà luyến ái vào những cái con vật cưng của mình đó, thì đó là vì mình cứ nghĩ thế này, mình nuôi một cái con vật cưng thì nó thân thiết, nó gần gũi, nó thỏa mãn cái tình cảm của mình nhiều hơn mình thân với con người. Ở mình thân với con người đó thì nó có cái nhân quả, có cái nghiệp báo mà. Thành ra khi thế này nó khi thế khác. Thì bây giờ mình không muốn cái điều đó ra, là mình chỉ muốn là phải mình săn sóc, mình thương yêu con vật cưng mình, thì ngược lại con vật cưng mình nó cũng thương yêu săn sóc mình như vậy. Nhưng mà thật ra đó là mình đánh lừa mình thôi. Giữa cái con vật đó với mình vẫn có nhân quả. Ngày hôm nay nó vui vẻ vậy, chứ còn tới cái lúc mà nó sát hại của mình là nó không biết. Bởi vì trong cái tâm của những cái chúng sinh này, nó vẫn có cái phần mà u ám của nó đó. Tham nè, sân nè, si. Và đối với chúng sinh đó, thì mà thuộc vào loại cầm thú đó, thì cái phần này nó nặng hơn. Còn cái phần thiện này nó có mà nhẹ hơn. Còn cái phần này nó bị che khuất. Là bất cứ chúng ta nuôi một cái con vật nào đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái phần hoạt động thuộc về cái huế nhiệm của nó mạnh hơn. Và tại sao nó lại sinh ra làm súc sinh? Nó sinh ra là súc sinh là bởi vì đó, nó bị cái phần này nè che án nó nhiều nhất. Thì khi mà nó bị che cái căn bản để nó tái sanh xuống cái loài súc sinh, là cái lúc mà nó ra đi đó, cái giờ lâm chung, cái giờ cận tử phần này nè. Cho nên có những người mà người ta sử dụng rượu chẳng hạn, có nhiều khi là mình không có uống, nhưng mà hôm nay là tại vì đám cưới của con mình chẳng hạn thì mình uống. Nhưng mà vì sức khỏe nó kém, chết trong cái lúc đó nó vẫn bị cái phần này. Cái cận tử nghiệp khi nó bắt mình không có biết được, thành ra nó phải sinh xuống đây, nó sinh xuống làm cái loại súc sinh, thì cái phần này nó bị che án, cái phần này nó nhiều, cho nên cái gì xảy ra là mình không biết được. Ví dụ như chúng ta qua nghe một cái chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết rồi, đó là một cái người làm xiếc có nuôi một cái con gấu, và ông nó rất là thương nó, tại vì nó cũng như là con cái của ông thôi, bởi vì có nó thì ông mới tìm ra được cái tiền bạc để sanh sống. Vậy nó biểu diễn mà, hai thầy trò biểu diễn. Thì con gấu này ngược lại nó cũng rất là thương chủ nó.
Đến khi mà ông này mệt nằm ngủ dưới cái gốc cây đó, thì có con ruồi nó cứ bay là cái mặt đậu hoài mà nó không có biết làm sao cho con ruồi đi. Thì mà nó lấy cái cục đá đó để mà nó ném cho con ruồi chết đi để cho ông chủ nó được ngủ yên. Nhưng mà con ruồi nó đâu có chết, nhưng mà nó bể cái mặt của ông chủ. Thì quý vị thấy không, nó có cái lòng tốt đây nè, nó có cái lòng tốt, nhưng mà nó thiếu trí. Nó thiếu trí, và vì vậy nó thể hiện cái lòng tốt của nó đó, nó gây cái hậu quả mà không lường được. Cũng như mình là con người đó, mình muốn làm điều tốt, mình muốn thể hiện cái điều tốt, nhưng có khi mình gây một cái hậu quả không lường được. Ví dụ như cái chuyện mà sư cô vẫn lặp đi lặp lại hoài đó, là cái chuyện mình nuôi con mình á, mà mình hầu nó và mình trở thành ô sin luôn. Mặc dù nó 18, 20, có khi nó có gia đình, vợ con vậy. Thì những cái đó là cái tâm tối của mình. Bởi vì sao? Vì cái ái mình nó làm cho mình cái tâm tối. Và mình tưởng rằng mình làm điều tốt, nhưng mà gây một cái nghĩa là một cái thiệt hại đó, cái tổn hại lớn vô cùng mà mình không có nhìn. Cho nên lòng tốt không chưa đủ, lòng tốt phải có trước. Và khi chúng ta sanh ra làm người đó, thì cái tài sản mà thuộc về thiện, thiện trí chúng ta có, ai cũng có cả. Dẫu cho cái người đó đó bị thiếu phước mà một chữ nhất một cũng không biết. Người này thiếu phước cho đến nỗi đó là không có cái chỗ ở, phải ở dưới gầm cầu, ăn thì không đủ, đi xin phải đi nhặt những cái đồ rơi để ăn, nhưng nó vẫn có cái phần thiện trí. Đó là cái điều lạ lùng. Nhưng mà nó không có lạ lùng, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái người có được ăn học, có được quyền thế, có được tiền bạc, có được nhà cao cửa rằng nó nằm trong cái phát triển này. Nhưng mà cái thiện trí này đó, nó lại là một cái lĩnh vực khác. Khi chúng ta học vi diệu pháp á, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái dòng nó trôi chảy thế này, nhưng mà nó đến một cái đoạn nào, nó làm cái gì, thì mỗi một cái đoạn đó nó có nhân quả riêng của nó, chứ nó không có sát nhập là một. Mình bỏ vào trong cái dòng chảy này đó một cái lá thì nó là cái lá, mà bỏ vào cái hoa nó là cái hoa. Tức là mình làm cái điều thiện thì nó trổ cái quả thiện, mà làm cái điều không thiện thì nó trổ cái quả không thiện. Làm cái điều thiện có trí khác, điều thiện không có trí khác. Thì khi chúng ta có cái phước mà có cái thân thể là người, dẫu là người tật nguyền đi nữa đó, nó vẫn có cái này. Nếu mà người tật nguyền nó chia làm hai loại. Cái người tật nguyền từ trong bụng mẹ thì cái này nó bị ngăn che, nó có mà nó bị ngăn che. Nó có nhưng mà khó mở ra. Còn cái người mà không có tật nguyền trong bụng mẹ, mà do sau này đó là gì, bệnh tật gì, lao động gì, tai nạn vân vân, trở thành cái người tật nguyền, thì cái phần này nó không có bị che. Và tất cả những cái phần mà thiện trí chúng ta bị che đó là do chúng ta phạm giới. Giới mà đã phạm rồi thì chắc chắn là cái phần này nó bị che, không có nói năng gì cả. Giới phạm là bị che, giới phạm là bị che. Thì lần trước đó chúng ta có nói về cái nghiệp, định nghĩa về nghiệp. Nghiệp thì nó phải lặp đi lặp lại thành cái thói quen. Một cái thói quen thiện và một cái thói quen bất thiện. Và nó sẽ có hai phần. Một cái phần đó nó gọi là hoạt động, và một cái phần đó nó là thụ động. Nghiệp này nó cái phần hoạt động của nó đó, thì nó là cái phần tạo tác. Còn cái phần mà nó là coi như nó nhận cái hậu quả của sự tạo tác này, thì nó là cái nghiệp quả, thì nó là thụ động. Phần quả này là phần thụ động. Bởi vì nó đó là nó nhận cái quả của cái tạo tác này, của sự tạo tác. Và lần trước chúng ta cũng có nói thế này, là chúng ta có những cái tâm mà nó tạo nghiệp, thì thứ nhất nó là 12 cái tâm bất thiện,
là 8 cái tâm tham, 2 cái tâm sân và 2 cái tâm si đây. Nó là 12 cái tâm bất thiện, nó tạo nên nghiệp bất thiện và nó trôi chảy đây. Nó là cái dòng nước đen trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Và cái này khi chúng ta đọc kinh điển thì gọi đây là những cái uế nhiễm, hoặc đây gọi là những cái uế trược, hoặc gọi đây là những cái phiền não. Và tất cả này nó là pháp bất thiện. Trong cái thông thường khi mình hiểu cái pháp bất thiện đó, mình cứ nghĩ là mình gây cái điều xấu ác cho ai đó mới là pháp bất thiện. Không, chúng ta ngừng lại chỗ này. Với ai cũng vậy, với mình cũng vậy, mà với người khác cũng vậy. Nó là pháp bất thiện. Mình gây sự bất an cho mình hay mình gây sự bất an cho người khác đều là pháp bất thiện. Thường trong cái đời sống đó, mình cứ nghĩ rằng là mình không làm hại ai, mình không làm thương tổn ai, mình không có quậy phá ai thì tức là mình người hiền. Nhưng mình không có làm thương tổn ai, không có làm quậy phá ai, không làm buồn lòng ai, nhưng tất cả những thứ đó mình dám làm cho mình. Mình cứ buồn hoài, mình cứ làm cho mình bất an hoài, mình cứ làm cho mình xáo trộn hoài, nó là pháp bất thiện. Và cái này là cái mình không nhận ra đây. Cái mình quậy người ta mình biết, cái mình quậy mình biết đây là cái ác nghiệp mình tạo ra cho chính mình. Còn khi á mà mình á quậy phá cái người khác á thì cái ác nghiệp nó tạo ra đó nó sẽ song đôi, tức là một phần đó là nó làm thương tổn cái đời sống tâm linh của mình, một mặt thứ hai nó làm thương tổn xung quanh cái đời sống người xung quanh, nó mới tạo nên một cái quan trái. Cái đầu tiên khi mà mình làm á cho mình cứ nuôi dưỡng hoài những cái nỗi buồn, những cái nỗi lo lắng, những cái phiền não, mình làm tăng cái này lên thì chúng ta sẽ thấy cái kho bất thiện nghiệp của mình đây nè, cái kho bất thiện nghiệp của mình nó dày đặc lên, thì chính mình đó đưa mình tái sanh xuống 4 cõi khổ. Đây là con đường mình phải đi xuống, thấy rõ thế. Còn nếu như bây giờ đó cái phần mà những cái bất thiện nghiệp này mình gây tạo với người khác, quay tạo với một người hoặc là nhiều người chẳng hạn, mà thường là một người thì nó sẽ sanh ra nhiều người thôi. Thường thì chúng ta chỉ thấy rằng đó là khi ra những cái phần quế nhiễm nó khởi lên này, để cho cái miệng mình nói này, đánh công người ta, cái tay mình nè có thể đánh người ta, gần chân mình nó có thể đá người ta này, thì mới nghĩ vậy đó, là mình đánh đập người ta, thương tổn hoặc làm người ta giết chết hay đốt nhà người ta vân vân, thì mình mới thấy cái điều đó, mình mới biết đó là cái xấu cái ác. Nhưng trong khi mình tạo tác cái này á thì cái phần này nó tăng lên nè, nó che khuất hết tất cả và nó sẽ chuyển vào đây. Một phần thứ hai nữa, những cái này nè nó chuyển qua đây, nó chuyển qua đây mà nó chuyển lửa, nó lan tràn qua. Mình đánh đập người đàn ông này thì vợ họ phải tức giận, con họ phải tức giận, anh chị em gia đình của họ sẽ tức giận, thì nó sẽ lan truyền. Thì khi mà nó lan truyền bằng cái con đường này thì nó sẽ đi một cái chiều thứ hai, nó ngược lại, mà nó cứ đi như thế, nó đi ra hết một cái dòng đai của những người này, họ sẽ tập trung về đây, thì chúng ta tạo nên cái sự oan trái. Và ra nó hai phía. Còn thông thường cái phía mà nó ở trong cái nội tâm của mình á, trong cái phần quế nhiễm đây là chúng ta không thấy là. Cho nên là nhiều người mới nói rằng là mình không có làm cái điều gì xấu ác cả, là mình nói cái phía đó là mình đã suốt đời không có làm phiền lòng một cái đứa con nít. Đó là đối với bên ngoài. Nhưng mà đối với bên trong, mình có mua não chuốc phiền cho riêng mình không? Mình có tuổi thân tuổi phận không? Mình có nuôi dưỡng những cái khao khát không thành mình của mình không, để mình trở thành một cái người đó giống như là bất đắc chí, hoặc mình đỡ để trở thành là nó bị căng thẳng, nó bị stress, rồi sau đó nó bị trầm cảm luôn,
nó gọi là depression. Thì có không? Nếu có cái đó đó là chính mình á là tàn phá mình. Và tất cả những cái sự tàn phá này nó đều đưa đến cái sự tái sanh và những cái cõi khổ. Còn riêng nếu mà chúng ta đã quậy phá người khác thì cái phần nội tâm này là chúng ta vẫn bị. Riêng về phần bên ngoài đó là chúng ta luân hồi thì chúng ta gặp lại cái oan trái này. Người ta đi săn bắt chẳng hạn, bắt trộm hết một cái nhà thỏ chẳng hạn, thỏ mẹ, thỏ con, thỏ chồng, thỏ vợ, tôi gom hết, con lớn ăn thịt, con nhỏ nuôi để dành lấy ăn thịt, thỏ có thai cũng giết luôn, dê cũng vậy, bò cũng vậy, cá cũng vậy, tất cả mọi thứ đó thì chúng ta làm đó là bình thường, tại vì con người ăn thịt súc sanh. Thì đối với ai cũng biết, đối với người Việt Nam chúng ta là bình thường, bởi vì chúng ta đây đi từ trong cái nghiệp sát ra, nên chúng ta sanh ra một cái xứ sở là chiến tranh, một cái xứ sở mà cái việc mà người ta sát sanh để người ta ăn là cái chuyện không có gì để nói nữa cả. Cái người nào mà bắt được con cá mà thả là chuyện lạ, chứ còn bắt con cá mà đem vào mà ăn thịt là quá bình thường, không có gì để nói. Thì có bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi cái tai họa xảy ra đó thì mình đã tàn sát hết trong cái gia tộc của người ta như vậy, thì bây giờ bản thân của mình cũng phải bị như vậy, giờ tính sao? Cho nên không có một cái gì tình cờ mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình, bởi vì mình sinh ra trong cái cõi đời này để nhận lấy cái quả mà mình làm. Khi mình ứng xử là mình gieo cái nhân mới. Đó là tất cả cái này sư cô cứ lặp đi lặp lại để chi, thuộc cái công thức này. Biết rất rõ như vậy. Và mình á, trong khi mình ứng xử như vậy đó, là nó thể hiện bằng ý, bằng khẩu và bằng thân, cả ba cái này. Vì vậy hằng ngày ý mình khởi lên, miệng mình nói, mà nói thầm hay là nói ra tiếng đều là tạo nghiệp. Bây giờ mình ứng xử bằng cách trực tiếp hay gián tiếp ra lệnh cho người khác thực hiện cái ý mình, bây giờ mình trực tiếp hay mình gián tiếp đều là gieo xuống cái mới. Còn cái gì nó đang xảy ra cho mình là quả, chúng ta phải nhìn cho ra. Nhất là phải nhìn cho ra rằng cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái là quả ứng xử không khéo, tức là gieo tiếp vào đây, có khi nó thành oan trái rồi, nó giết mình. Cho nên cái luân lý đạo đức xã hội á, là để ngăn những cái quả mà nó thuộc về cái oan trái giữa cha mẹ, chồng, vợ, anh em. Nhưng chỉ ngăn thôi, luật pháp quốc gia chỉ ngăn thôi, chứ không phải là chấm dứt. Vì đây mà nó chấm dứt á, nó phải nằm trong sự hiểu biết của mình, là nó phải nằm trong cái thiện trí này nó mới làm giảm thiểu được. Còn khi nó không nằm được trong cái thiện trí này, nó chỉ là thiện không không, thiện không không được. Cho nên cái người phụ nữ đó có một cái ảo tưởng rất lớn như thế này, là mình cứ coi như là tận cùng bằng cái sự hầu hạ và chịu chuộng đó thì người ta sẽ thay đổi. Không, người ta chỉ thay đổi khi nào đó mình có đủ cái thiện trí, người ta mới thay đổi. Còn tất cả những cái mà mình gọi là mình hầu hạ, mình chiêu chuộng đó, thì chỉ khi nào mình có được cái này đó thì nó mới trong một triệu cái trường hợp mới có một cái trường hợp nó có máy động. Còn người nào mà có phước báo nữa thì chính bản thân của cái người mà được người khác thương yêu chiều chuộng vậy, nó có cái phối hợp với nhau đó thì nó mới có chuyển đổi thật mà thôi. Còn ngoài ra là 999 trường hợp ra mình càng hầu hạ, càng chiều chuộng chừng nào nó càng dài đạt chừng đó, hoặc là nó kéo dài cái sự lợi dụng mà thôi. Tại sao vậy? Vì mình không nhận ra được đây là quan trọng. Cho nên thường thường tại sao mà Phật tử tới chùa than thở rằng gia đình mình thế này thế nọ thế kia, thì các thầy các cô đều khuyên mình nên tụng sám hối. Tụng sám hối đi,
tôi sống giữ giới hạnh của mình với người Phật tử đi, mình cư xử tốt với người ta. Cư xử tốt không có nghĩa là hầu hạ và chiều chuộng. Cư xử tốt có nghĩa là cái gì mình thấy có thể giúp đỡ, đáng giúp đỡ thì mình giúp đỡ, còn không là thôi. Mình không trách, không phiền, mình không có oán, cũng không có yêu cầu người ta sửa đổi bất cứ một cái gì hết. Mình phải sửa đổi mình. Bởi vì khi cái quả đó nó phát sanh ra đó, thì nó tấn công vào mình nè. Mình có bị uế nhiễm không? Đây nè, khi nó tấn công vào mình nè, nó tấn công vào cái phần này để nó chọc cho mình đó, là phải nổi điên lên, phải phiền não lên, phải tăng này lên. Mình có bị không? Nên quý vị coi những cái vụ mà tòa xử, những cái vụ án mà về người ta đánh ghen, hoặc là bạn bè nó đi tiếp trợ nhau để mà nói giết cái nhóm khác. Nhiều khi một người thôi, một người này người ta nói đó, cái người hôn phối người ta đối xử người ta vậy 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 đó, là mình nổi máu anh hùng lên, rồi mình tiếp tay vào cái chuyện đó. Hoặc là bạn bè nó nói rằng đó, ta đi đến đó, người đó đối xử ta vậy vậy đó, thì cái nhóm bạn này đó là nó đồng hẹn đứng dậy lên đó. Vì thế nó kích động, nó kích động để nó đưa vào trong cái oan trái. Vì sao vậy? Vì chúng ta thiếu cái thiện tri để mà nhận ra rằng đó, cái người mà đang tâm sự với chúng ta, người ta nói bằng tâm gì, mà chúng ta không nhận ra được cái con đường nhân quả của cái người này với lại cái đối tượng mà ta đang than thở này, mình không nhận ra, mình thiếu cái này. Nhưng mà mình có đầy đủ cái tha mái đây, thương bạn muốn cùng với bạn đó hiệp lực lại để mà giải cái khổ cho bạn. Hiệp ra đây nó không có trí, chỉ có thắt chặt một cái tình cảm thôi. Bởi vì bình thường ra nó cũng rất là tốt với mình, bạn mình nó rất tốt với mình, nó thương mình. Khi mình gặp khó khăn, hoạn nạn cái gì đó đều là sẵn sàng với mình hết. Thì trong mọi trường hợp mình vẫn sẵn sàng với nó. Đây là con đường, con đường của tha mái. Nó đi bằng con đường hay gì? Và nó kết chặt một cái mối quan hệ giữa A và B. Nói là đi bằng con đường này. Và người ta hiểu lầm, người ta nói là ồ, nó rất tốt với bạn đó, tụi nó chơi tốt với nhau, nó không phải chỗ này, nó nằm ngay đây, chúng ta nhận không ra. Cho nên thông thường đó, là hễ bạn mình nó khóc mà nó nói đó, là mình cũng rơm rớm nước mắt theo, nó đi bằng con đường này. Thì thấy chưa? Còn khi mà cái thiện trí này nó phát sanh lên, nó không có nước mắt. Nước mắt nó nằm đâu này, từ cái chỗ này, nó đi đến cái chỗ sân hận này, nước mắt mới rơi tại đây. Nghe xong cái câu chuyện này, thương cảm, đồng cảm với bạn, nó rơi nước mắt ở đây, nó không hề có chữ thiện và thiện trí. Nhưng chúng ta nhầm lẫn hết. Vì chúng ta không đi sâu vào tâm, để mà có thể biết rõ rằng cái tâm nào là tâm thiện, tâm nào bất thiện. Bởi vì trong cái tham dục nó có cái điều tốt chứ, điều tốt mà nó tốt, mà nó nằm trong cái xấu. Cũng như bây giờ mình nói nè, đây cái bóng đèn màu trắng, mình thấy mọi sự việc nó khác. Bây giờ mình bắt một cái bóng đèn màu tím đậm lên, thì mọi việc ở dưới này nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó nằm trong cái màu tím đậm đó. Thì khi mà mình nói rằng là cái tình thương đối với nhau, nhưng mà chúng ta thấy con đường này nó hai chiều, bạn bè nó có qua có lại, có tới có lui với nhau, nó đi con đường này nè, thì nó là con đường tha mái. Nó khác, nó không phải là trong cái thiện này có những cái pháp ở đây nè. Chúng ta thấy nó có bi, nó có tùy hỷ nè, đây nó có vô tham, nó có vô sân đây nè, nó nằm trong cái pháp thiện đây. Còn thiện trí nó phải thêm cái phần trí tuệ này vô là khác nữa, nó không phải phần này, nó không phải vô tham, không phải vô sân, nó không phải tùy hỷ, mà nó nằm trong tham. Bởi vì nó đi con đường này, chúng ta sẽ nhận ra cái điều này. Nếu mà chúng ta đó là trước là chúng ta có cái trí văn, sau nữa cái trí tư, chúng ta sẽ thấy. Bởi vì cái trí tư nó sẽ ứng dụng những cái điều học đó
vào trong cái suy nghĩ của mình, vào trong chính cái đời sống của mình để mình chiêm nghiệm lại. Rồi cái trí tu đó là nó sẽ cho mình thấy rõ, nó hiện ra. Lần lần mình soi đó mình phân biệt rất dễ, không có gì khó. Cũng như mình quen nhìn thôi, mình quen nhìn thôi, quen tiếp cận với nó thôi, thì dần dần mình thấy là rất là tinh tế. Chưa kể là trong khi mình hành trì vậy đó, là tất cả những cái gì nó diễn ra đó là nó đều có cái kết hợp trong cái thân tâm mình, kết hợp với thần. Thành ra nó có những cái rung động, có những cái phái động, người ta gọi đó là những cái cảm thọ, nó để lại coi như là ở trong cái châu thân này. Bởi vì toàn bộ cơ thể của chúng ta đó, tất cả các cơ quan đều có hệ thần kinh điều khiển, và hệ thần kinh dưới da chúng ta đó là một cái màng tiếp cận mà phải nói là nó rất là bén nhạy trong cái chỗ đó. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động đều có những cái cảm thọ tiếp theo ở trong thần. Và cái đặc biệt, cái gắn bó nhất là khi mà chúng ta hành thiền về tứ niệm xứ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ rõ là cái rõ nhất là chúng ta nhìn thấy trong cái hơi thở. Nhiều người có nói thế này, nhìn tâm lâu ngày rồi thấy không có gì, không có cái gì đột phá. Thưa quý vị, không có gì đột phá. Chúng ta cứ tập từ cái chỗ chúng ta thấy cái phần thô cho đến cái phần nó tế, vi tế lần lần, chúng ta thấy được cái mối quan hệ của thần tâm. Có khi những cái suy nghĩ chúng ta nó là một cái chuỗi xô đuổi cực kỳ nhanh, chúng ta không thấy, nhưng mà cái cảm nhận về những cái máy động trong cái cơ thể chúng ta có thể đọc ra. Mình phải có cái kiên nhẫn, và mình thấy rằng cái việc mà mình đó là học, cũng như cái việc mình chiêm nghiệm, cái việc mình tu tập đó là một cái hạnh phúc cực kỳ lớn lao, thì mình mới tiếp nhận được cái này. Còn nếu không đó thì người ta cảm thấy rằng nó không có một cái gì thú vị cả. Còn chừng nào mình thấy đây là một cái ích lợi lớn lắm, không có một cái tài sản nào có thể so sánh được với nó đó, thì cái lúc đó mình phải đi sâu vào được. Còn không, chúng ta không đi sâu vào được. Nếu mình tập mà, mình phải tập mà. Tại mình quen mà, sư cô nói nhiều lần, quen là cái tâm mình nó phóng ra ngoài hết, ngày lẫn đêm nó phóng ra ngoài, cái phần nó quay vào trong đó thôi. Nhưng mà cái phước báu làm người của chúng ta đó là chúng ta luôn luôn có cái thiện và cái thiện trí này, nó trôi chảy ngày đêm trong cái nội tâm của ta. Thì khi mà cái thiện và thiện trí nó trôi chảy như thế này đó, thì chúng ta thấy cái phần niệm luôn luôn có mặt. Cho nên mình không sử dụng mà nó vẫn hiện gì. Trong lúc mình nổi điên lên như vậy đó, nhưng mà mình vẫn thấy mình nổi điên. Nó đây, nó là chánh niệm đây, nó là tỉnh giác đây, nó nằm trong sở hữu niệm và sở hữu trí tuệ đây, tự nó làm. Đó là phước báo. Bây giờ khi mình hiểu biết rồi đó, mình sẽ kết hợp với nó để cho nó hoạt động thường xuyên hơn. Thì vậy mình đang làm gì đây? Mình không còn ở trong cái nghiệp thiện và bất thiện nữa. Nhiều lần sư cô vẽ cho quý vị cái hình ảnh của cái huệ mạng, và cái gọi là đúng cái trí huệ nè, huệ nhãn nè. Huệ nhãn này nó sẽ thấy hết tất cả những gì đang diễn ra, nó thấy hết thiện hay bất thiện thì đều thấy hết. Và cái này là cái giải thoát, chúng ta giải thoát trong một sát na thôi, rồi sau đó lại lúng lầy trong cái đời sau. Rồi chúng ta giải thoát một sát na lại lúng lầy trong cái đời sau. Cho nên cái tâm Phật nó nằm đây. Và khi một cái vị mà thành Phật á, thì nó là không có thất niệm nữa. Còn chúng ta đây là thất niệm là thường xuyên, mà chánh niệm thì rất ít. Chúng ta hiểu vậy để chi? Để mình cố gắng chút xíu mình nâng đỡ mình. Bởi hồi sư cô giảng, sư cô luôn luôn nói là hãy bắt đầu. Để chi? Bắt đầu lại. Thất niệm rồi bắt đầu lại, thất niệm rồi bắt đầu lại, thất niệm rồi bắt đầu. Cho đến khi nào nó mạnh mẽ, khi nào nó khích khao, khi nào nó không còn tất cả cái gì khác hơn là cái huệ nhãn này, thì cái vị Phật là cái vị có cái huệ nhãn. Tất cả là do tu tập, không có ai cho. Đây không phải là cái món quà bất ngờ. Và chúng ta sẽ nói đến đạo Phật màu nhiệm ở chỗ là khi
mà cái này nó mạnh mẽ hơn á, mà chúng ta nhìn thấy mọi thứ rồi, thì cái nhân quả, nhất là những cái quả nó đến á, thì quý vị thấy là nó giống như mình nói là cái thần kỳ, là các cái nhà mà dự báo về thời tiết mới nói rằng là ngày mai vào khoảng là coi như là buổi tối từ 7 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm, cái bão cấp mấy nó có thể đi vào cái vùng đất này. Thì nó có đến á, nhưng mà cái thần kỳ ở chỗ là nó lại dạt đi ra rất là nhanh, mà nó ra biển khơi, chứ nó không có hoành hành bất cứ một đất nước nào. Thì cái diện mạo nằm ở chỗ đó. Thì khi mà cái trí huệ của chúng ta nó phát sanh lên á, thì những cái biến cố mà thuộc về bất hạnh trong cái đời sống chúng ta, nó sẽ dạt ra một cách thần kỳ là do cái này. Mà nó màu nhiệm là do cái này, chứ không có ai, không có ai cứu. Còn khi mà chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta đang làm gì đó, chúng ta đang với tất cả cái lòng thành, tất cả những cái sự hiểu biết hướng về cái điều lành của chúng ta này, cả hai này nó phối hợp lên, nó hình thành nên cái lời cầu nguyện. Lúc chúng ta cầu nguyện, lúc chúng ta coi như là thể hiện cái điều mong ước của mình, thì nó nằm ở đây, nằm trong cái thiện là chủ yếu. Thì nó sẽ có một cái từ trường. Cái từ trường đó, nó sẽ hấp thụ một cái từ trường nó mạnh mẽ hơn. Thì nó làm cho cái gì? Nó làm cho đó, những cái quả mà nó thuộc về thiện đó, nó sẽ mau chóng trổ sanh. Và chúng ta nhớ một cái quy luật về tâm linh đó như thế này. Khi chúng ta muốn những cái điều lành đến với chúng ta thì không thể nào cái điều lành đó nó có thể nối kết nơi cái pháp bất thiện này. Không bao giờ nối kết được. Cho nên tất cả là chúng ta phải giữ cái sự quân bình. Bây giờ mình suy nghĩ cái gì đó mà nó không ra, thì bây giờ cái chuyện căn bản của mình là bây giờ mình phải thư giãn toàn thân, thư giãn hết. Sau đó mình dùng thiền đó, mình quân bình trở lại. Sau khi mình quân bình trở lại rồi thì nó sẽ có sự sáng suốt. Còn nếu không có cái điều đó mà cái tâm mình nó cứ bấn loạn hoài, càng bấn loạn nào nó tạo tâm tối nữa, bấn loạn nhiều nó tâm tối đó. Bởi vì chúng ta nhớ rõ rằng những cái pháp bất thiện nó đều có hai nhân, và căn bản nó luôn luôn có cái nhân si, và đây là nhân sanh. Tham đây cũng vậy, nó có nhân si, nó tham. Muốn không được lo lắng, càng lo lắng càng tâm tối, không có lối thoát. Lối thoát nằm đây, nằm ở thiện đây. Thiện nó đưa đến sự yên bình, thiện trí đưa đến sự sáng suốt. Không có ai cho chúng ta điều gì cả. Còn chúng ta có câu thông được với những năng lượng lành hay không, là khi đó nơi chúng ta có cái thiện, nơi chúng ta có cái thiện trí này. Còn một cái từ trường đó cũng chính chúng ta tạo tác từ nhiều kiếp. Ví dụ như bây giờ quý vị đi học chung ở đây, thì đây là một cái từ trường. Của từ trường rất tốt. Là do làm sao? Do tất cả những người đến đây nghe pháp đều mở ra cái thiện trí của mình. Ít nhiều điều mở ra, nó câu thông thành cái từ trường. Khi chúng ta làm điều lành, điều tốt, chúng ta có những người cùng làm với chúng ta, thì nó có hình thành một cái từ trường về cái năng lượng lành nó rất là tốt. Thì nhiều đời, nhiều kiếp ấy, chúng ta kết hợp được cái này. Thì khi chúng ta lâm nguy, chúng ta cầu nguyện, thì nó chiêu cảm những cái năng lượng lành. Mà nếu mình không tạo ra thì nó chiêu cảm ở đâu? Vì bây giờ mình đè, ví dụ bây giờ mình con đông, gia tộc của mình lớn, mà cái con cái của mình, cái gia tộc của mình là có cái phước báo là ta đối xử tốt với nhau. Thì khi mình đi bất cứ nơi nào mình lâm nguy cái ta lợi, thì nhìn thấy cái mặt mình là ta hết lòng hết. Còn nếu mình cũng có gia tộc, cũng có con cái, nhưng mà nó bất hạnh, nó không có tốt đẹp, thì ra nó thấy cái mặt mình đi luôn, nó chiêu cảm ở đâu? Nó chiêu cảm được, đâu phải quyết thống là chiêu cảm, mà nó chiêu cảm bằng cái quả thiện đi. Mà quả thiện này có được là tại vì người ta đã rã gieo cái nhân lành với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tại sao đạo Phật dạy chúng ta vậy?
Người ta đối xử xấu với mình chứ mình không dám đối xử xấu với bất cứ ai. Nhớ rằng mình không dám đối xử xấu với bất cứ ai. Để làm chi vậy? Để cho mình đó không có tiếp tục đi vào con đường đau khổ, mà mình gieo cái nhân lành này nè, để mà mình có thể là làm cho cái từ trường tốt đẹp của mình càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thì những cái phần này nó phải dạt ra chứ. Sư cô có nói trong lớp này rồi, sư cô có nói nè, tại sao mà khi Đề Bà Đạt Đa đó thả một cô con voi, nó vừa điên nè, nó vừa đói nè, nó vừa uống rượu say nè, tại sao nó gặp Đức Thế Tôn nó quỳ xuống? Nó là con vật, nó đâu có cái trí này, sao nó quỳ xuống? Bởi vì nơi nó cũng có cái phần thiện mà. Bởi vì trong cái dòng dõi của cái loài voi của nó đó, thì chính cái vị mà ngày hôm nay là vị Phật đó, tiền kiếp Bồ Tát đó, là tái sanh là tượng Chúa mà. Và cái vị tượng Chúa này không phải là ác như cái dòng voi của mình, mà luôn luôn đó là dùng hết tất cả những cái thân khẩu ý của mình để bảo bọc, để chở che, để làm cho cái đời sống của cái dòng dõi của cái gia tộc của cái loài voi này nè, nó được hưng thịnh, nó được phát triển. Thì cái ân phước đó nó đâu có dừng lại được. Thì cái con voi này nó thấy Đức Phật thì nó quỳ xuống đảnh lễ. Đó là uy đức. Uy đức không có ai cho mình, mà uy đức đó tạo ra do thiện và thiện tri. Nó ban bố rộng lớn thì nó mới có cái uy đức. Thì con voi này khi nó nhìn thấy cái uy đức là nó phải sụp xuống, nó không thể làm khác đâu. Vì cái năng lượng của cái vị Phật này quá lớn, mà hơn nữa nó nối kết bằng cái từ trường. Cái vị này ngày hôm nay là một cái vị Phật nhân tiền kiếp, vị này là cái Bồ Tát, là một cái tượng Chúa đã cứu cái cho cái dòng tộc của cái loài voi này nè, giúp cho cái dòng tộc này phát triển, được bảo vệ, được sinh sôi, được phát triển mà được tiến hóa. Ai tạo ra? Mình tạo ra. Cho nên đạo Phật con dạy chúng ta rằng không dám làm điều xấu. Còn cái người đời đó, để bảo vệ cho cái ngã của mình đó, thì giá nào cũng dám làm. Không chịu nhục, không chịu là hèn, nhưng cái dũng nó không nằm ở chỗ đó. Bởi vì khi cái giá nào cũng dám chơi đó, là đó là sự tàn bạo của tâm sân, nó không phải là cái dũng của cái người có trí. Cái dũng của người có trí đó, và nó thấy nhân, thấy quả, thấy cái sức mạnh nào lớn nhất thì nó nương vào trong cái sức mạnh đó. Thì không có sức mạnh nào lớn bằng cái sức mạnh của cái thiện lành và cái thiện có trí này. Không có sức mạnh nào. Cho nên người ta nương vào đây. Và nương vào đây phải có cái dũng chứ. Cái dũng đó nó nằm ở chỗ nào? Cái dũng đó nó nằm ở chỗ thắng cái tự ngã của mình. Nó có cái trí tuệ thấy biết rõ ràng, nó mới thắng được cái tự ngã của nó. Còn không, chúng ta đây đều nuôi cái tự ngã của mình, đều đồng hóa với tự ngã và sẵn sàng phục vụ cho cái tự ngã của mình. Nên là mình làm sai mà không biết. Mình biết nó nằm ở đâu, trong cái hang cùng ngõ hẻm của cái đời sống nội tâm của mình, không nhìn ra nó đi. Vì vậy chúng ta đây là phần ôn tập thôi nha. Sư cô, tất cả những này cái gì đều học rồi. Nay là nhân mình học về nghiệp đó, để mình nói cái hệ thống nó nối kết với nhau, mình thấy rõ hơn thôi. Vậy vậy là 8 phần này, 12 cái phần này, 8 tham, 2 sân, 2 si. Thì đây là cái phần tạo nghiệp bất thiện nằm ở đây. Còn tất cả những cái phần này nè, chúng ta đi từ trong cái thiện dục giới nè, thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới và thiền thiện siêu thế. Thì tất cả những này là con đường thiện nè. Vậy thế này, con đường này cực kỳ rộng lớn, nó là cái đại lộ mênh mông. Nhưng mà chúng ta đi đau khổ đó, vì chúng ta mắc cạn trong cái đường hẻm, cái chỗ mà nó, cái đường mà nó hẹp, mà nó lầy lội đây, chúng ta mắc cạn trong này. Tất cả chúng ta rơi vào cái con đường lầy lội này để đau khổ, ra không được, làm thế nào. Chứ còn cái đại lộ này nó thênh thang nè. Đây là 8 tâm thiện dục giới nè, 4 thiện và 4 thiện có trí nằm ở đây.
Như vậy chúng ta sẽ thấy là nơi đây nè, thiện này nè, có bốn. Và thiện, ok, là bốn nữa là tám, nó nằm đây. Bên đây là hai hỷ hai xả. Ở đây thiện trí cũng hai hỷ hai xả. Thì nó là tám đó. Như vậy chúng ta cộng lại nè. Ở đây là 12, đây là 8 là 20. 20 này nó có thể tạo tác nơi cái tâm động tốc này. Tạo tác ở đây. Cái tạo tác này đó, đối với bốn thiện và bốn thiện trí thì nó sẽ làm giàu cho cái đời sống tâm linh tốt đẹp của chúng ta. Còn 12 cái pháp phát thiện này nó đưa đi đến cái sự thoái đọa. Bây giờ trong cái tam giới nè, thì chúng ta có năm cái tâm thiền thiện sắc giới, năm cái thiền thiện vô sắc giới, thì nó nằm từ đây nè, nó đi lên nè, đi lên nữa thì nó chia ra. Ở đây là sắc giới, ở đây là vô sắc giới, ở đây là siêu thế. Ở đây nó nằm từ trong cái thiện trí thì đi lên, chứ không có nằm ở đây. Nó đi như thế này, nó đi như thế này, nó đi lên đây. Thì cái thiền thiện sắc giới này có năm, thiền thiện vô sắc giới là có bốn. Như vậy chúng ta thêm 5 với 4 là 9 nữa. Thì cái 9 này nè, cái 9 này cộng vô nó thành ra 29. 29 tâm tạo nghiệp nằm trong động tốc này. Rồi bây giờ chúng ta nhìn đây nha. Đây là 20 cái tâm đạo, đây là 20 tâm quả. Thì cái vô sắc giới này nè, nó sẽ chia ra nè, nó có 20 đạo và nó 20 quả. Chúng ta chưa nói quả, chúng ta nói 20 đạo. Thì 20 đạo này nó chính là ở đây đó quý vị. Cái tâm Phật đó, nó thuộc về cái huệ nhãn này. Cho nên chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta không có cái đường nào khác hơn ngoài cái con đường làm phát sanh cái huệ nhãn này. Bất cứ một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng nào mà nói rằng là chúng ta đây đó không cần ngó tới ông bà cha mẹ của chúng ta, thì cái đó là cái tôn giáo của Ma Dương, là tín ngưỡng của Ma Dương. Vì nó không nằm trong cái thiện. Cái người ân người nghĩa lớn nhất của mình là cha mẹ mình, là cái người nuôi mình. Không phải cha mẹ thì cha mẹ nuôi, không có cha mẹ thì anh chị nuôi, anh chị ruột của mình nuôi, hoặc là anh chị họ của mình nuôi, hay bất cứ ai nuôi mình mà mình không có cái chuyện biết ơn và báo ơn đó đó, thì mình nó thuộc vào đây, thuộc vào cái tâm tối của những cái chúng sinh trong bốn cõi khổ này đây, chứ không phải là cái căn bản thiện của con người, thì nó phải đưa đến thoái đọa. Cho nên chúng ta không cần phải cãi tới cãi lui, cãi xuôi cãi ngược gì hết á. Ai để mình bình yên trong cái bào thai mình ra đời bao nhiêu đó thôi. Bao nhiêu đó thôi là mình đã phải quỳ xuống mà đảnh lễ không biết bao nhiêu mà, để đền ơn đáp nghĩa rằng cha mẹ mình đã cho mình ra đời. Bây giờ những ai có nuôi con thì biết là nó vất vả, nó cực khổ dường nào. Mà ngày hôm nay một cái tín ngưỡng, một cái tôn giáo mà nói rằng là không cần biết tới những người này. Và nó còn có một cái độc ác để nó tuyên truyền, là nó nói rằng chỉ là cái chuyện mà mấy người này vui vẻ về xác thịt để ra đời thôi, thì những cái đó là nó đi vào trong cái đọa lạc, là bởi vì nó có một cái phần sự thật trong đó. Vì khi cái người nam và người nữ gặp nhau đó, cái phần lớn họ bị những cái dục vọng về xác thịt lôi kéo họ đây, bị cái tham dục này nè, cái ái dục này lôi của họ đi. Và khi mà họ uống rượu và thật nhiều thì cái si này đây, nó cũng đưa cho họ đi tới cái sự thọ hưởng về tham dục này. Chuyện đó có. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ rằng là không phải tất cả những cái mối quan hệ xác thịt đều có thể đưa đến có con. Nó phải có một cái thần thức, nó có một cái thức tái sanh, nó phối hợp vào trong đó nó mới có. Như vậy ai sẽ đến phối hợp vào lúc cái người đàn ông và cái người đàn bà này đây đó, là ở trong một cái trạng thái mà nó bị rượu nó tạo tác ra là phần lớn. Nó bị những cái dục vọng thuộc về xác thịt là nhiều nhất. Thì cái những cái chúng sinh đó nó phải có một cái sự tương ưng này nó mới có mà.
Nó luôn luôn phải có thích hợp nó mới đến. Nó không thích hợp làm sao nó đến được. Hai người đi phố, một người thích mua sách thì không thể nào ghé quán rượu được. Và một người thích quán rượu thì không có ghé quán sách được. Như vậy nó tương ứng đây. Nó có cái tương ứng với nhau chứ. Nhưng mà cái lúc cái người đàn bà này có thai rồi đó thì hai người này không có phá thai là cái đó là mang ơn rồi. Không có giết bằng mọi cách là mang ơn rồi. Rồi lại còn sanh ra, lại còn nuôi dưỡng. Mà nếu như cái căn bản này mà tất cả những tín ngưỡng tôn giáo đều không đặt vào trong cái nền tảng là con người ta phải biết ơn và nhớ ơn đối với những bậc ân nhân của mình, mà cha mẹ mình là đại thí chủ của mình, thì cái tôn giáo nó phải đặt trên cái nền tảng của cái pháp bất thiện này thôi, thì nó đưa về đâu. Cũng như chúng ta biết rất rõ rằng là chúng ta ở đời cũng vậy, mà chúng ta đi tu cũng vậy. Nếu cái người nào thông minh sáng suốt thì cái người đó làm việc rất là nhanh và có hiệu quả. Đi tu cũng vậy thôi. Cái gì khác nhau đó, cái người đời thì sử dụng cái trí tuệ của thế gian, trí thông minh sẽ thuộc về cái sở hữu tưởng đúng đây, xúc thọ tưởng đây, tưởng đúng đây. Còn khi mình đi vào con đường tâm linh là đi vào con đường trí tuệ này đó. Thì như vậy cái cách thức nào, cái phương pháp nào để chúng ta có thể phát sanh trí tuệ thì chúng ta đi con đường đó. Còn bây giờ tất cả những tôn giáo tín ngưỡng khác nói rằng là chúng ta sẽ trở thành lòng cái người là coi như là thành Phật, thành cái người bậc trí tuệ tất cả, mà chúng ta không có đi đúng cái phương pháp thì làm sao chúng ta có cái này. Một khi mà bậc chánh đẳng chánh giác nói rằng là cái tứ niệm xứ là con đường duy nhất để mà đưa đến giải thoát đây. Chúng ta tìm đường khác là chúng ta không phải là con Phật. Thì đó mình đi con đường mình chọn lựa, muốn đi con đường nào cũng được. Thì tất cả chúng ta cũng phải học cái bài học trả giá rồi nó mới khám phá ra cái này. Cũng như quý vị mà đi vào cái bất cứ một cái ngành nào quý vị học, nó đều có cái quy luật của cái công việc của cái đó. Mà mình phạm vô là mình bị luật rồi làm sao. Mình phạm vô là mình bị. Mà khi cái người mà người ta hiểu biết, Ta không phạm để chi? Để người ta bảo vệ cái huệ mạng của người ta, để người ta bảo vệ cái đời sống của người ta, ta không phạm. Cũng như mình sống trong một quốc gia thì mình phải tuân thủ cái luật pháp quốc gia để mình được bình yên vậy thôi. Nhà tù đâu phải để nhốt những cái người mà tôn trọng luật pháp đâu. Mà nhất là nói theo cái nhà Phật á, nếu mà năm giới mình không phạm thì cái cửa ngục đóng lại rồi, tất cả cửa nhà tù đóng lại. Mà năm giới mình có phạm là cửa nhà tù của thế gian mở ra. Chúng ta thấy rất là rõ và rất là dễ dàng như vậy, nhưng mà mình á, là chưa có ứng dụng được nhiều. Bây giờ mình cố gắng, mình ráng, mình hiểu đen chi để từng bước mình dạy dỗ mình. Chúng ta học hỏi để dạy dỗ mình, không phải học hỏi để dạy dỗ người khác. Mà mình phải thấy biết mình á, dùng cái này mình thấy biết mình mới dạy dỗ được. Đâu phải mình thấy mình thông suốt, không có, mình thấy mình biết cái đã, chưa có thông suốt. Nhờ mình học hỏi, mình rèn luyện, mình ứng dụng, rồi sau đó dần dần mình mới thấu suốt. Rồi con đường đi mình nói vậy. Như vậy chúng ta thấy nha, những cái mà nó thuộc về cái phần đây này. Cái phần từ đó là bốn cái tâm thiện này, bốn tâm thiện có trí này, là nó làm cho cái phần thiện lành của mình tăng mà. Rồi bây giờ tới năm cái thiền thiện sắc giới này, năm cái thiền thiện vô sắc giới này, thì cộng lại đây là 5 với 4 là 9 nè, 9 với 8 là 17 nè. 17 cái tâm thiện này nó vẫn còn luân hồi là nơi cái dục giới, nơi sắc giới và nơi vô sắc giới này. Vẫn luân hồi. Mà cái luân hồi đó là khi tái sanh á, thì tái sanh làm người ở cõi người này, hoặc là tái sanh làm trời, những cái cư dân ở trên cái cõi trời, mà cõi trời nó nằm trong cái dục giới, hoặc là tái sanh ở trong cái cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Đây là con đường tiến hóa, để từ đó chúng ta đi lên con đường của siêu thế. Còn tất cả như đây là đưa vào thái độ. Như vậy nghiệp bất thiện, nghiệp thiện, hai cái này là hai con đường đối nghịch nhau rất là rõ ràng. Cho nên là kinh Pháp Cú có nói vậy: bên kia bờ đại dương và bên này bờ đại dương là hai pháp cách xa nhau. Bên này là mặt trời mọc, bên đây là mặt trời lặn, là hai pháp cách xa nhau.
giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện cách xa nhau, vì pháp thiện cho quả an vui, còn pháp bất thiện cho quả đau khổ. Như vậy khi chúng ta có mặt trên thế gian này và chúng ta gặp những cái điều bất hạnh trong đời mình, thì chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đã gieo những cái nhân bất thiện này, cho nên ngày hôm nay chúng ta gặt quả khổ. Và tất cả những phước báo gì mình có được là do mình đã gieo những nhân thiện này mà mình mới có cái phước báo ngày hôm nay. Phải nhận ra cái điều đó ngay trong cái đời sống này để đừng hủy hoại phước báo của mình. Và nhận ra ngay trong cái đời sống này cái gì là cái có phước của mình, cái gì là tổn phước của mình, để không gây cái sự tổn phước này trầm trọng hơn. Thí dụ cha mẹ mình sinh mình ra cũng có nuôi mình khôn lớn, nhưng bầm dập dữ lắm. Chứ không phải như người ta được cha mẹ nâng niu mà không có, không được cái phước đó. Nhưng không quan trọng, vì mình hiểu mình gieo mà. Vì thấy người ta nuôi cái con bò đi kéo xe không, nuôi con ngựa đi kéo xe không, có cho nó ăn, cho nó uống. Nhưng mà lúc cần á, người ta đánh. Tao những đánh mà quý vị thấy mấy cái cây roi róc mà hồi xưa, cái cây roi róc mà để đánh bò với đánh ngựa, là đằng sau cái chỗ này nó luồn luồn, nó có một cái đinh nhọn nó ra. Bình thường thì dùng roi róc để đánh, mà cái roi róc đó là nó thắt, thì giống như thắt biếm tóc, nó hai cái biếm thôi, rất là cứng, mà nó dài, nó dốt, quất một cái là đau kinh hồn lắm. Nhưng chưa đủ, người ta dùng cái này, người ta đâm vào trong cái đít của con bò gần cái chỗ đuôi đó, khi người ta còn thúc manh nó thì ta dùng cái này, người ta đâm. Thì mình cứ hiểu rằng nếu mà luân hồi á, mình làm cái điều đó mình không thấy là xấu á, thì ngày hôm nay mình sanh ra mình ở với ai đó, người ta vẫn nuôi mình, người ta vẫn cho mình ăn, người ta cũng có tử thế với mình đó. Nhưng nếu cần người ta đánh đập mà người ta sẽ đập. Chuyện đó đương nhiên nó là như vậy. Nếu chúng ta hiểu được vậy để làm chi? Để chúng ta không quán trách, không quán trách bất cứ ai mà đã đối xử tàn tệ. Vì mình nhận ra rằng đó, cái nhân sâu xa của mình chính là mình đã tạo ra. Và để mình không dám làm những cái hành vi mà người ta đang đối xử với mình đây, không dám làm. Quay về cái điều thiện. Cái điều thiện khó làm nhất ở cái chỗ đó là chúng ta không giận cái người đã đối xử tệ bạc với ta. Khó nhất là chúng ta không trách cái người đã đối xử tệ bạc với ta. Khó nhất là chúng ta đây không kéo dài cái sự bức xúc, cái sự thù hận trong tâm chúng ta. Cực kỳ khó. Cái điều mà mọi người tưởng rằng là khó làm nhưng mà dễ làm ở chỗ là nếu người đó đói, người đó bệnh, ta có thể nuôi người đó, ta có thể cho tiền người đó, ta có thể giúp đỡ đó. Chuyện đó đối với nhiều người khó làm, bởi vì đồng tiền ta không rút ra được. Nhưng mà người có cái tâm bố thí, người ta làm được cái điều tốt đó. Nhưng cái hận trong lòng không đi ra, cái đó là cái khó nhất. Nhưng nếu chúng ta không làm thì cái quả này thuộc về ta. Và nếu chúng ta ngày hôm nay không làm được cái điều mà khó nhất trong tâm của mình đó, thì cái sự nối kết này nó vẫn trong luân hồi nó tiếp tục. Vì chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta tạo tác á, nó tới bảy cái tâm động tốc nha, bảy cái tâm động tốc. Và cái tâm động tốc đầu tiên nó trổ quả trong hiện kiếp, tâm động tốc cuối cùng nó trổ quả trong kiếp tới, còn năm cái này nó trổ lúc nào không biết được. Và chúng ta đâu có bao giờ ứng xử chỉ có một giây đồng hồ. Điều gì thấy nó trổ chứ? Nên nó là quy luật, nó áp dụng cho toàn thể, nó không có chừa một ai nào. Nó thành ra cái quy luật rồi. Thành ra cái bất hạnh nó sẽ tiếp tục, bất hạnh nó sẽ tiếp tục. Cho nên cái khó nhất là chúng ta cắt đứt được tất cả những cái quả bất hạnh của đời ta. Chúng ta cắt cái đó là cắt trong tâm. Khi người ta đối xử xấu với mình, đối xử tàn ác với mình, do mình hiểu nhân quả, do mình rèn luyện, mình thấy biết, mình tu tập, mình thấy biết cái tâm của mình, mình mới cắt được cái chuyện này. Và mình đưa cái phần thiện của mình mỗi ngày nó sáng ra một chút, mỗi ngày nó sáng ra một chút.
Cho đến khi mỗi lần mình thấy cái người đó, hay mình nhìn cái người đó, hay mình nghe đến người đó, tâm mình không có gì hết, là coi như mình thoát. Còn bây giờ mình có làm được cái điều tốt, ví dụ đó người ta bệnh không ai nuôi trong bệnh viện, mình đến mình nuôi cũng được, là một cái điều tốt. Mình cho tiền người ta cũng tốt, mình nuôi được người ta cũng tốt rồi. Nhưng cái phần đó nó chỉ là một cái phần, nó thuộc về cái thiện đó, nó làm được cái điều lành này. Nhưng cái thiện có trí đó, nó làm cho bình an ở bên trong. Còn giận không? Còn buồn không? Hay có người nói là tôi nuôi thì tại tôi thấy tội nghiệp rồi tôi nuôi, tại vì tôi người hay làm từ thiện mà, tôi giúp bao nhiêu người không lẽ mình ổng tôi không giúp được. Nhưng mà hận thì tôi không thay đâu. Thành ra người ta được cái phần thiện. Còn phần còn thiện có trí thì chưa, thì nó giảm bớt cái oan trái, nhưng bên trong này vẫn còn, và nó vẫn nói, vẫn nói là và đời sau gặp lại đó, thì cái chuyện đầu tiên khi mình gặp cái người đó là họ tốt với mình vô cùng. Còn mình muốn cái gì á, muốn cái gan trời thì họ cũng đem xuống cái gan trời cho mình. Nhưng mà về ở chung rồi để chính mình đi tìm gan trời cho họ. Cho nên người ta mới nói là người nam mà chưa cưới được người nữ thì người nữ muốn ăn gan trời, người nam cũng trèo lên cho bằng được. Trèo có té cũng té xuống thì ngồi dậy trèo nữa, miễn sao đem gan trời xuống cho nàng được rồi. Nhưng mà về cưới rồi thì chàng mới chổng cẳng lên, rồi em phải đem gan trời mà nuôi mỗi ngày mới được. Cho nên là chúng ta hiểu cái này để hằng ngày mình thấy những cái quả thiện bất thiện của mình, để mình biết mình tăng cái phần, để mình biết rằng là mình thôi không có còn cột cái mối dây này đó bằng cái nỗi buồn của mình, bằng cái sự bức xúc của mình, bằng cái sự cằn nhằn của mình, bằng cái sự oán trách của mình. Nếu mình cứ buồn, mình cứ oán trách, mình cứ tất cả thế này thế nọ nói, khổ một đời này chưa muốn, khổ một năm này chưa muốn, mà mình cứ kéo, kéo từ kiếp này sang kiếp khác. Tại sao vậy? Vì mình vô mình, vì cái nỗi buồn của mình trong đó nó có sĩ, thành nó che phước hoài, nó che phước hoài, nó ra không được. Vậy khi nào mình sáng suốt mà ra được, không sáng suốt không ra được. Thành ra hôm nay chúng ta ôm cái phần đó để nói gì? Tất cả những gì chúng ta tạo tác xuống đều trổ quả. Quả là một cái phản ứng tất yếu khi chúng ta gieo bất cứ một nhân nào. Thì khi nói phản ứng tất yếu thì không ai tránh khỏi. Dẫu là một cái ý nghĩ thầm kín của chúng ta, nó vẫn trổ liền cái quả. Khổ thân đều trổ liền. Bây giờ chúng ta dở ra cái bài kinh gọi là tiểu kinh nghiệp phân biệt. Khi mà chúng ta thấy cái chữ khu lá này hoặc là cái chữ ma ha, thì chúng ta hiểu là cái chữ tiểu và chữ đại đây á, thì nó có cái nghĩa nè. Nó có cái nghĩa rằng là cái bài kinh này đó là nói tóm tắt hay là giảng chi tiết rộng hơn. Cái chữ tiểu đây có nghĩa là tóm tắt, còn cái chữ đại đó có nghĩa là rộng, có nghĩa là chi tiết hơn. Và đây là cái bài kinh mà nói tóm tắt về cái chúng ta gieo nhân và gặt quả đây. Và trong cái bài kinh này khi nói đến gieo nhân và gặt quả thì chúng ta để ý rằng cái bài kinh này đó là Đức Phật là tựa trên năm giới. Là bởi vì đó, tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, nó đều có quy luật cả. Đều có quy luật cả. Và tất cả những cái quy luật về tâm linh này nè, là Đức Phật đã thu gọn trong cái giới. Thành ra khi mà nói về cái nhân quả này, thuộc về tâm linh này đó, thì nó phải nằm trên căn bản của giới. Cho nên chúng ta đừng có xem thường những cái giới mà chúng ta thọ. Chúng ta phải học hỏi nhiều hơn và chúng ta ứng dụng nhiều hơn. Bây giờ đây là cái kinh tiểu biệt phân nghiệp này, nó cũng nằm trong cái nhân năm giới này. Nằm trong năm giới này thì sư cô có giảng cho quý vị nhiều lần rồi. Thì đầu tiên đó, khi mình xin quy y thì mình có thọ giới. Khi cái vị thầy đọc, mình đọc theo. Giới thứ nhất, con cố ý tránh xa sự sát sanh. Khi mình đọc theo vậy là cái giờ phút mình quy y đó là giờ phút mình thọ giới. Rồi sau khi mình quy y xong rồi đó là mình mới giữ giới, để hằng ngày mình không phạm.
Thì trong cái giữ giới này, sư cô có giảng rồi là có giới thô và giới tế. Ví dụ giới thô á, mà trong cái thứ nhất á, con cố ý tránh xa sự sát sanh, giới thô là giết người ta. Còn giới tế nó nằm ở chỗ là cái nỗi nóng đây nè, tánh mình nóng nổi, tánh mình sân hận đây nè, tánh mình hay buồn, tánh mình hay tủi, tánh mình hay hờn đây, nó cũng nằm trong giới thứ nhất, giữa cái thô và cái tế, thấy rõ chưa? Cho nên không thể mà nói rằng trời ơi nó nói vậy giận mà cũng phạm giới, kỳ cục vậy, giới gì kỳ cục vậy. Bởi vì khi mà mình buồn lên, mình giận lên là nó nằm tâm sân. Mình cần quậy ra chừng nhiều chừng nào thì cái phần quấy nhiễm này nó tăng, thì nó những cái phần này nó bị che khuất, nó tràn lên trên hết, nó tràn lên trên hết. Và cái hậu quả của nó đưa đến sự thoái độ vì phạm. Vì thông thường mình chỉ nghe giới thô, mình không nghe giới tế. Khi mình học lần lần mình hiểu biết ra có giới thô, giới tế. Giới thô là làm cho tổn hại cái sinh mạng người ta đến chết thì gọi là giới thô. Còn cái giới tế là nó phải khởi từ đâu mà nó đưa đến cái cực ác thì chúng ta biết rồi. Sân thì nó nổi lên thì gọi là sân. Bắt đầu mà nó dữ dằn lên nó gọi là sân độc. Khi nó đến cái đỉnh điểm, cái cực điểm của cái sân đó, nó gọi là sân ác, thì nó mới đưa đến cái sát sanh. Nhưng mà gốc từ cái sân nó khởi lên cái sân độc thì nó phải có đi cái chặng đường này nó mới tới cái đỉnh cao của nó. Nó phải đi từ cái chân núi nó mới lên đỉnh núi. Vì vậy tánh chúng ta hay hờn má, hay giận, hay buồn, hay tủi thân, hay khóc, hay cằn nhằn, hay cào nhào, hay nổi nóng, giận thì giận dai, đồ đi đồ lại hoài, nói tới nói lui hoài, thì tất cả những cái này nó đều là một cái nền để đưa đến cái đỉnh điểm. Quý vị nghe người Việt Nam mình nói một câu: giận cá chém thớt. Bởi vì sao vậy? Vì nó tích lũy như cái này, nó tích lũy nhiều rồi, đến khi đó có một cái sự kiện gì xảy ra nó bung không đúng chỗ, gọi là giận cá chém thớt. Vợ chồng cắn đắng nhau, bực bội nhưng mà không nói được, sợ xích mích mà nó ấm ức trong lòng đó. Bây giờ mình đang làm cái mớ ngó qua có lại con mèo nó xớt luôn cái miếng thịt, nó chạy nổi điên rồi, đắp cho con mèo một trận cho nó đã. Nhưng mà con mèo chỉ là cái cớ để cho tất cả những cái uất ức của mình nó trào ra tại cái chỗ đó. Cho nên nó gọi là giận cá chém thớt. Thì vậy khi mà chúng ta nuôi dưỡng từ cái nền sân lên tới cái sân độc, rồi chúng ta cứ ém nó xuống. Thì sư cô hay nói là mỗi lần mình ém xuống đó, mình biến nó thành bơm xăng đặc. Bơm nó không phải là cái xăng này, nó không phải là xăng mà ở trong cây xăng nữa, mà nó làm thành bột rồi, mà nó còn ém lại nữa. Thì đến khi mà quý vị thấy nó nổ đó thì cái sức bung của nó rất là, nó không có phải là nổ mà nó nhỏ đâu. Thành ra là trong cái giới á, chúng ta thấy cái ngọn là giết người, nhưng chúng ta không thấy cái gốc nó từ đâu ra, nó thâm thẳm trong đó đâu ra. Thì cái thâm thẳm từ trong đó nó đi ra chính là giới tế. Thì chúng ta học cái này để trong cái năm giới của mình đó, để mình coi mình có phạm hay không. Và tất cả chúng ta khi chưa thành Phật đó, tất cả chúng ta đều có cái ngã. Và vì cái lẽ đó mà chỉ khi chúng ta chịu khóa học hỏi, chúng ta mới dạy mình được thôi. Còn không có ai dạy mình được, nghe ai đâu. Mà sở dĩ mình có cái phước mình nghe ai đó, đó vì tiền kiếp cái người này đó phải người ân người nghĩa hoặc người thầy của mình mới nghe thôi. Còn ngoài ra tuyệt đối không có nghe, không có nghe đâu. Nhưng mà khi mình thấy rõ, biết rõ, mình biết là nó hại cho mình rồi đó, mình bỏ rất nhanh, bỏ rất nhanh. Vì cái lẽ đó mà chúng ta nói là đừng có chờ khi chết người ta mới cầu siêu cho mình. Tự mình bây giờ biết làm cái gì để mình siêu thoát thì mình làm, đừng có chờ. Tại vì nói đâu có nghe. Bây giờ đây còn sống nè, cái phần thiện trí nó còn đây nè, mà còn chưa nghe, huống chi khi chết xuống bốn cõi khổ, cái phần thiện trí này nó che hết rồi, chừng nào mới nghe được. Mà nó nghe được là tại vì sao? Là tại vì á, là trong cái tưởng của nó nè, trong cái tưởng của nó nè, khi mà nó bắt đầu nó được bình yên trở lại nè, do cái lời cầu nguyện nè, do tụng kinh nè, do làm điều lành hồi hướng nè, thì nó bình yên lại một chút xíu, thì những cái điều mà người ta cầu kinh, người ta hồi hướng, nó nghe được, nó nói được, nó siêu thôi. Còn không nó chìm xuống.
cái chìm. Và sư cô vẫn nói hoài đó, tự cái chúng sinh này phải học cái bài học về tâm linh mới tiến hóa. Còn chừng nào nó chưa chịu học, nó chưa tiến hóa. Bởi vậy cho nên là mình ứng dụng vào đời đó. Mấy cái bà nào mà khóc lóc bù loa bù lít ha, rồi trách ông chồng bà vợ thế này thế nọ đó, mình nghe xong mình nó biểu làm cái A cái B cái C vậy nè. Rồi chừng nào đó nó đáp ứng được cái tham dục của nó trở lại rồi, nó thỏa mãn rồi đó, do nó nói với nhau làm sao mình không biết, thì nó kể hết. Ai biểu nó làm gì gì gì, bây giờ nó mới thấy cái bà đó khuyên nó nên bỏ cái ông chồng bài bạc này đi, bỏ ông chồng rượu chè đi, bây giờ mới thấy cái bà đó ác. Bài bạc chứ cũng thương vợ đàng hoàng. Rượu chè chứ có gì, chứ cũng có thương vợ chứ. Rồi người ta cũng có biết lỗi, người ta cũng xin lỗi rồi. Mấy bà này ác xúi bỏ chồng không, thấy không? Còn đạo Phật còn khuyên đừng sống với ác hữu. Ác thì cũng có ác chứ, nhưng mà đâu phải ác 100%. Ai cũng vậy mà. Như thế chứ nó nói hết. Rồi tới chừng một ngày đẹp trời rồi đó, có cái chuyện gì nó không thuận hòa, nó kiếm người nào mà nói cái đó nó chém. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái si này nó đi trong cái tham, trong cái si này đi với sân cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Không phải đơn giản mà mình khuyên người ta mạnh mẽ được đâu. Nó hận á, nó nằm đây mà, nằm trong này nó đâu có ra được đâu, nó đâu có ra, nó đâu đi đến được cái chỗ này. Em nó thấy biết. Cái người mà thấy biết này đó, tự ta giải được nhiều bài toán khó trong đời cũng vậy. Còn phần lớn nó không giải được gì ở nằm đây. Và phần lớn người ta đến với tôn giáo đó không phải để người ta hành trì theo tôn giáo, mà ta đến với tôn giáo để xin cái quyền lực của các cái vị lớn nhất ở trong cái tôn giáo đó đó, mà đáp ứng được dùm cái yêu cầu của người ta. Chị hiểu này chưa? Làm thế nào cái chuyện mình muốn không được á, thì bây giờ mình tới cái ông thần này thì cái ông thần này phải đáp ứng được. Mình đến cái miếu này thì mấy vị cô hồn mình phải làm cho được. Mà bây giờ mình coi những cái gì đó thôi nó yếu quá đi, thôi mình vô chùa, mình vô nhà thờ, mình vô cái chỗ nào mà cái tôn giáo cao nhất, rồi cái vị mà lớn nhất trong cái độ đó phải đáp ứng yêu cầu của mình. Cần mình cúng bình bông nải chuối, cần mình bỏ tiền vô thùng phước xương, cần cúng ngói cúng gạch, nhưng phải làm đúng à. Không? Bởi vì người ta không phải đi bằng cái thiện và thiện trí, nhưng người ta đi trong cái si mê và trong cái khao khát đáp ứng được những điều người ta mong mỏi, để nó xóa đi những cái phiền muộn do người ta không đáp ứng được yêu cầu. Phần lớn người ta đi không được, chứ người ta không phải là đi bằng con đường tâm linh để hiểu được. Nhưng mà dẫu sao khi người ta đau khổ mà người ta tìm đến đền chùa miếu mạo nhà thờ cũng tốt, còn hơn nó tìm đến cái dây thòng lọng tốt, để đến đền chùa miếu mạo mà cầu mà xin đi nó vẫn đỡ hơn là uống thuốc xong. Nhớ rằng khi mình được phước làm người, không có cái gì gọi là tuyệt vọng, không có cái gì là tuyệt vọng. Mà cái mình nói là tuyệt vọng đó nằm ở cái tâm si. Mà khi mình khơi được cái thiện và thiện trí trong cái kiếp người của mình á, thì nó không có tuyệt vọng. Vì mình đã có sẵn con đường này. Nên quý vị thấy cái câu danh ngôn người ta nói này, mình đi cứ đến cuối đường hầm á, thì nó sẽ mở ra con đường sáng. Đó là cái cách nói. Còn cái cổ nhân ngày xưa người ta nói là tận nhân lực mới tri thiên mạng, làm hết cái sức mình đi mới biết cái số phận của mình nó ra sao. Nhưng mà sư cô vẫn tin rằng mình sẽ có con đường sáng. Nếu mà trong mọi hoàn cảnh đó, mình quay đầu hướng thiện thì mình có con đường sáng. Không thể nào không có con đường sáng. Và con người ta đó vượt qua được số phận của mình. Vượt qua được số phận của mình nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những cái quả bất hạnh của mình đó, mình sẽ vượt qua được. Quý vị thấy báo đăng một cái trường hợp, cái người mẹ bị ung thư, đáng lẽ xạ trị quá trị để
may ra thì mình cũng có được một cái phần của sự sống đó. Nhưng người mẹ chấp nhận không xạ trị, không quá trị để cho cái đứa trẻ này ra đời. Và người mẹ cứ chống chọi vậy thì cuối cùng cái đứa bé khóc cái tiếng khóc chào đời thì cái người mẹ ra đi. Đó là cái người đã vượt qua được số phận. Vì cái đứa con mà mình đã chấp nhận tất cả những cái đau khổ, những cái thiệt thòi đây mà rất là sáng suốt. Chính người đó đã vượt qua được cái số phận của mình. Số phận của mình là phải chết vì cái bệnh mà nó gọi là ung thư, là cái bệnh nó nằm trong cái giới sát. Chấp nhận chết trong cái sự đau đớn, nhưng để mà cứu một sinh linh ra đời. Thì quý vị đó là cái người đó là cái người đã vượt qua số phận. Vì sao vậy? Số phận người này là phải chết vì cái bệnh ung thư. Nhưng người này vượt qua số phận là bởi vì dùng cái chết mình để cứu một cái mạng. Cho nên những người mà hiến xác đó, thì cũng là vượt qua cái số phận này. Bởi vì mình biết rất rõ rằng cái xác của mình khi chết như vậy đó là đốt thì cũng không có ai dùng được, bỏ dưới biển cũng không ai dùng được, mà đem đi chôn cũng không ai dùng được, điểu tán thì có mấy con chim nó ăn cũng đỡ được cái phần nào đi. Bây giờ người ta đem đi hiến xác để cho làm chi? Để cho cái phần thân thể được mổ xẻ này đây là để cho người khác học, để mà cùng cứu được cái người khác. Thì mình dùng cái mình không sử dụng nữa để mình tạo một cái phước báo lớn nhất. Thì cái chuyện hiến xác là chuyện tốt. Nhưng mình thật sự nuôi dưỡng được cái này cho đến khi mà mình cái xác mình nằm trên cái bàn mổ của bệnh viện thôi, hay là nó chỉ là một cái phút nhất thời mình thấy cái điều này tốt nhất, và cái cảm xúc của mình á là mình hết lòng hết dạ mình muốn cái điều đó. Nhưng mà lâu dài có tiếc không, lâu dài có sợ không, và khi người ta đưa mình đến ra sao thì nó còn á đi tới đi lui trong hai cái này. Và cái phước báo nó nào lớn nhất không phải mình cho cái xác, mà phước báo lớn nhất là cái chỗ nuôi dưỡng được cái thiện trí này cho đến khi cái xác nằm trên bàn mổ mà không có một cái gì xảy ra hết. Thì cái đây là một cái quá trình phát triển về mặt tâm thức. Đây là con đường tu, con đường của cái hạnh Bồ Tát nằm ở chỗ này. Nhưng nó phải đi trong tâm. Còn nếu không đó, thì mình có làm, mình có cái phút giây nào mà mình nói tới như là hiến xác mà mình tâm mình trong sạch, tâm mình trong sáng đầy cái thiện lành đó thì mình hưởng được cái phước đó. Nhưng mà cái chặng đường nó phập phồng thôi, cho đến khi vào trong đó sợ hãi. Có những người khi mà đưa cái xác họ đó, bấm một cái nút từ ở dưới cái ngâm Phật môn để nó đưa lên cái bàn đó, có những người nước mắt nó chảy. Có những người đem lên thì sinh viên không dám mổ xẻ, nó thành ma nó dướng vào đó, đó. Nó giận tiếc mà đó. Cho nên khi mình làm cái động tác này đó, động tác mà ký mà hiến xác đó, đó là chặng đường tu tập. Từ cái chỗ mình thương tiếc này, đi đến cái chỗ mình hiểu biết ra nè, đi đến chỗ mình hiểu biết nữa nè, nó tăng lên. Thì đây là một cái thành tựu, một cái chặng đường tu rất lớn, chứ không phải nhỏ nữa. Và không phải ai cũng làm được. Bởi vì sự tiến hóa nằm trong tâm, nó đi trong tâm. Nhưng mà dầu sao đó cũng là một cái hành động rất tốt, một cái nghĩa cử. Cho nên con người ta có thể vượt qua số phận của mình ở cái chỗ là mình gặt những cái quả xấu, nhưng mà mình gieo xuống những cái nhân thiện và thiện trí này đây, thì chúng ta có khả năng vượt qua số phận của mình, chứ không phải không vượt qua. Chết thì vẫn chết, nhưng mà cái chết này nó đem lại cái sự sống cho những chúng sinh khác. Mất cái này thì cái chuyện không thể không mất được. Nhưng trong cái mất đó chúng ta được một cái rất lớn. Và bây giờ chúng ta đọc qua cái phần này một chút xíu đi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ, ở Jetavana, tức là Kỳ Đà Lâm. Bây giờ thường mình dịch ra là Kỳ Viên Tự. Tại tỉnh Xá, ông Anya Thapindika, có nghĩa là ông cấp cô độc, rồi thanh niên xuất phát
Todiya Putta đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên xuất phát Todiya Putta bạch với Đức Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy con người liệt, thấy con người ưu? Vị này mới hỏi là do nhân gì, do duyên gì, nhân gì, duyên gì mà lại có cái người liệt, người ưu? Người liệt đây đó là cái người hạ tiện, người ưu là cái người cao quý. Thì cái câu hỏi này hỏi nhân gì, duyên gì mà nó đưa đến cái quả này. Quý vị nhớ, câu hỏi về nhân, về quả và về duyên thì Đức Phật trả lời. Chúng ta xem coi nó là nhân gì, nó là duyên gì mà nó có cái quả đó. Cái này sư cô có giảng rồi, nay giảng lại đó. Là khi mình nói chữ ưu liệt á, là nó có hai cái cách để mà chúng ta nói về cái ưu liệt, tức là nói về cái hạng người thấp kém và cái hạng người cao quý. Thì nó sẽ căn cứ, thứ nhất đối với thế gian thì tăng căn cứ trên cái quả thiện, hiểu không? Căn cứ vào cái thiện của quả thiện này. Và đối với lại tâm linh á, thì là cái cốt lõi để phân biệt về cái ưu liệt này á, nó nằm ở thiện trí là gốc, chứ không phải thiện là gốc. Thiện là một phần thôi. Vì vậy đó, chúng ta nhìn xem này, tất cả những cái chúng sinh nào mà sử dụng những cái pháp bất thiện này đó là đều là hạng người hạ liệt. Tất cả những chúng sinh nào mà sử dụng pháp thiện này là thuộc vào cái người ưu, tức là người cao quý. Còn chư Phật á, là cái người đã thành tựu, đã thành tựu những cái pháp mà nó thuộc về siêu thế. Còn cái người mà đang trên đường mà tu tập là những cái bậc chân tu đó, họ đi từ cái pháp thiện dục giới đến cái pháp thiện sắc giới, pháp thiện vô sắc giới, họ đi cái con đường đó. Thì đó là phân biệt cái ưu cái liệt thuộc về gốc. Còn một cái ưu liệt mà nó phân biệt theo pháp thế gian đó, là nó phân biệt theo cái quả thiện. Do đâu cái người này đó là giàu có, hái ra tiền một cách dễ dàng vậy? Là cái người này do làm cái điều thiện, tức là tiền kiếp họ bố thí, bố thí rất là rộng rãi, cho nên bây giờ họ được. Rồi bây giờ tại sao người này quyền thế, người kia không quyền thế? Chúng ta học trong này chúng ta sẽ thấy rõ. Thì như vậy tất cả những gì mà mình có gọi là cái phước báo ngày hôm nay, mình có được cái sắc tốt đây, mình có được cái sự giàu có, sự thịnh vượng, tiếng tâm đây, tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian mình có được, đó, nó nằm trong cái quả của phước thiện này. Nhưng mà cái chính nó nằm ở đây. Vì vậy mà cái đạo Phật nó khác với những cái tôn giáo khác, nó nằm ở cái chỗ cái cốt lõi nó nằm đây. Chúng ta để ý, chúng ta gặp những cái người mà họ tu theo đạo Bà La Môn ấy, thì họ trong nhà họ thờ cái các cái vị thần đó không giống mình. Họ thứ nhất họ có cái phòng riêng họ thờ, không có ai được vô đó ngoài cái gia đình của chúng ta. Ở trong nhà đó mà cái người giúp việc mà cùng một tôn giáo như người ta cũng không có được vô cái phòng đó. Cái phòng đó chỉ riêng cho cái người trong nhà đó thôi. Còn nếu mà họ đến đâu họ ở đó, thì trong cái tủ đó của họ, thì ví dụ như một cái tủ quần áo nó có hai bên, thì cái bên tủ bên đây đó là họ dùng để thờ. Sáng họ giấy lại xong họ đóng cái cửa, họ khóa lại, họ không cho người khác xem. Là bởi vì họ nói như thế này: cái người cao quý thì được sinh ra từ cái phần trên của một cái vị thần, rồi cứ thế nó đi xuống. Thành ra những người mà phải làm những cái việc lao động mà phổ thông thì đã sinh ra từ bàn tay, từ bàn chân. Và vì cái lẽ đó đó mà người ta mới phân biệt như thế này: thể ai sanh ra trong cái dòng dõi cao quý thì được hưởng nhiều cái ưu đãi của xã hội, và luân hồi cũng được ưu đãi như thế.
Nhưng mà Đức Phật nói là không. Khi mình sanh ra trong cái gia đình mà ví dụ hoàng tộc chẳng hạn, hay là gia đình của chiến sĩ, hay gia đình của Bà La Môn, thì đó là do cái phước thiện của mình nhiều đời nhiều kiếp mình tạo tác. Còn khi mình sinh ra mình là ông vua, hay là một cái người thương gia giỏi, hay là cái vị tướng lãnh giỏi, nhưng mà cái đời này đó mình làm vua mà nó vô mình, mình tạo tác biết bao nhiêu cái đau khổ cho bàn dân thiên hạ, thì mình vẫn là cái hạng người thấp kém mà thôi. Mình là một cái người thương gia nhưng mà mình lừa lọc, mình ngu ma trước quỷ để mình có tiền, mình giàu có, nhưng mình vẫn thuộc vào cái hạng người thấp kém đây. Mình là cái vị tướng lãnh nhưng mà cũng nhờ ma mảnh mà mình được cái tướng lãnh này đây, rồi mình dùng cái quyền thế đó mình làm nhiều cái chuyện ma mảnh nữa, thì mình vẫn thuộc vào người hạ liệt. Còn cái người đó, nó nghèo, nó không đủ cơm ăn, nhà nó không có mà ở, nhưng mà hằng ngày nó vẫn làm những cái điều lành, điều tốt. Nó không trộm cắp của ai, nó không có là coi như là có bất cứ một cái tư tưởng hành vi nào mà nó phạm trong các cái điều giới hết á. Thì tuy nó nghèo, nó khổ, nó thiếu ăn thiếu mặc vậy, nhưng nó lại được xếp vào cái hạng người mà hạng ưu, tức là nó nằm trong cái những cái người mà có cái tâm đức trong sạch. Thì đó là những cái hạng người được gọi là hạng người cao quý, đó là những cái hạng người ưu. Thì bây giờ chúng ta đọc vào cái này, rồi sư cô hướng dẫn một phần ngắn, rồi về quý vị đọc tiếp, rồi lần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Thì hỏi nhân gì, duyên gì mà có cái quả đó, thấy rõ chưa? Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ, tức là có người sống lâu, có người chết yếu. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, người thì bệnh hoài, người thì cả đời chưa thấy bệnh. Chúng tôi thấy cái người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người có tài sản nhỏ, người có tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy người có trí tuệ yếu kém, người có trí tuệ đầy đủ. Như vậy là bảy cái trường hợp mà cái vị này nè, cái vị thanh niên này xuất phát này hỏi Đức Phật. Thứ nhất, sống lâu, chết yếu. Cái thứ hai, người bệnh nhiều, bệnh ít. Cái thứ ba là xấu sắc, đẹp sắc. Cái thứ tư là quyền thế lớn, quyền thế nhỏ. Cái thứ năm là tài sản lớn, tài sản nhỏ. Cái thứ sáu là gia đình hạ liệt, gia đình cao quý. Cái thứ bảy là trí tuệ yếu kém và trí tuệ đầy đủ. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau khi họ là loài người lại thấy có người liệt, người ưu? Tức là đã sanh ra làm người rồi, mà tại sao lại có người cao quý, có người thấp kém? Do nhân gì, do duyên gì mà cái quả lại là người ưu, mà có quả lại là người liệt? Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời đây. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Quý vị học thuộc lòng cái đoạn này giùm. Học lòng cái đoạn là chỗ là: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, có liệt có ưu. Chúng ta học thuộc lòng cái phần này. Thì dưới này Đức Phật mới giải thích đây. Sư cô hôm nay chỉ đọc qua cho quý vị thôi, rồi lần sau chúng ta sẽ đi sâu hơn. Này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng tôn giả, thanh niên xuất phát, Tôdiya Putta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng sanh. Do nghiệp ấy thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ,
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì vậy chúng ta thấy đó, cái câu đáp là cái người đàn ông, người đàn bà đó, sát sanh tàn nhẫn lắm máu này, nó nằm vào trong thế giới thứ nhất, tức là nằm trong giới sát. Thì cái thọ, cái yểu này đó, nó nằm trong giới sát. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục mà được đến loài người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoạn mạng. Con đường ấy đưa đến đoạn mạng này thanh niên, tức là sát sanh tàn nhẫn, tai lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. Như vậy đó, khi mà phạm vào trong cái giới sát thì cái quả đầu tiên là phải tái sanh xuống các cảnh khổ. Nếu như cái người này đó có nhiều cái phước báo mà tái sanh làm người thì cái người này đó là phải chết non, chết yểu. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ cái thời kỳ này đó là trên toàn thế giới này nó phạm cái giới tà dâm rất nhiều, cho nên nó đi đến cái sát sanh rất nhiều. Và những cái chúng sinh mà có cái nhiều nghiệp sát á, thì được tái sanh trong bụng mẹ, mà cái người mẹ đó tự giết con, hoặc cái bà mẹ đó bị người khác giết. Ví dụ như một con dê chẳng hạn, ở ngoài chợ người ta bán là thai dê, thì để có bán cái thai dê với cái nhiều tiền đó thì cái người mẹ mà mang cái thai đó phải bị giết chết. Thì những đứa con trong bụng mẹ đó cũng bị giết chết, thì mẹ cũng là bị cái quả của nghiệp sát, con cũng bị cái quả của nghiệp sát. Và cái kẻ mà giết những cái con dê này để đem ra bán thì kẻ đó cũng là cái người tạo nghiệp sát. Thì thấy chưa? Một người đang gieo xuống và một người đã gặt quả rồi. Cho nên đó là có một cái câu chuyện về một cái con dê bị đem đi tế thần. Thì cái ông Bà La Môn đó, đó là ngày hôm đó, đó là làm dê, làm bò, làm cừu để ngày đó đem ra tế thần. Thì trước khi mà đem những cái con này đi ra tế thần đó, thì người ta đều tắm rửa sạch sẽ hết. Sau khi làm lễ tế xong rồi thì người ta thọc huyết chết tại chỗ. Thì trong đám đó có một cái con dê, lúc mà người ta lại người ta dẫn nó đi ra để tắm đó, thì nó cười, nó cứ cười hoài. Thì đến khi mà ra tới cái chỗ mà để tắm nó, đi dẫn nó lên đó, thì nó khóc. Thì cái người mà thấy cái người mà dẫn nó đi vậy, nó sợ quá mới vào mới báo cho ông Bà La Môn. Nó nói là cái con dê này nó lạ lắm, nó không giống như mấy cái con khác. Thì sớm mơ giờ tắm biết bao nhiêu con rồi mà không có gì á, mà riêng cái con này nó khóc rồi, nó cười xong rồi nó khóc. Thì bây giờ dẫn vô cho ông Bà La Môn. Thì ông Bà La Môn đó, ông mới hỏi con dê đó, tại sao mà cười, tại sao mà khóc. Thì con dê nó nói là tôi khóc là tại vì tôi thương ông, mà tôi cười là tại vì tôi đã thoát rồi tôi cười. Bởi vì tôi á, là tiền kiếp của tôi cũng là một Bà La Môn như ông. Không những bản thân của tôi đó là sát sanh để tế thần, mà tôi còn dạy cho tất cả những cái tín đồ của tôi đó, khi cần cầu nguyện cái gì được thành tựu đó thì phải giết những cái con vật đó tế thần. Thì ông thần khi ông hưởng được cái đó thì ông sẽ coi như giúp đỡ cho. Thì những người này họ thật sự có sự trợ giúp lẫn nhau, nhưng mà họ đi bằng cái con đường mà coi như là ác nghiệp đó. Thì thần mà nó vẫn còn luân hồi mà, thành ra là các vị thần thì hưởng, phải làm gà làm vịt, làm heo làm dê tế người ta thì người ta mới chịu, thì người ta mới giúp đỡ cho rộng lớn. Thì tiền kiếp tôi cũng là một người Bà La Môn, và bản thân tôi cũng sát sanh như vậy, và tôi cũng dạy tín đồ như vậy. Và tôi không hiểu rằng cái đó là cái ác nghiệp. Khi thân hoại mạng chung đó, thì tôi cứ sanh ra làm những cái loài vật mà để cho người ta đó là cổ người ta tế thần. Đây là cái kiếp cuối của tôi, và kiếp này là kiếp thứ 500 của tôi. Và tôi biết ngày hôm nay đây là kiếp cuối, cho nên là tôi vui mừng. Cái lúc mà dẫn đi tôi ra cái chỗ cái tắm rửa để mà chuẩn bị lên tế thần thì tôi vui mừng. Nhưng mà cái khi mà đem ra số nước cắm tôi đó thì tôi biết rằng cái giờ chết tôi tới rồi, thì tôi thương cho ông mà tôi khóc. Bởi vì tôi nghĩ rằng ông cũng sẽ có 500 kiếp mà làm những cái con vật tế thần như tôi đây, cho nên tôi khóc. Thì cái ông Bà La Môn nghe xong sợ quá,
Thì ông mới biểu thôi, đem thả cái con dê này đi, lựa cái chỗ nào mà cỏ non á, tốt á, thả cho nó ăn đi, đừng làm nó. Còn bữa nay mình hứa cúng rồi thì phải cúng. Thì ông mới thả con dê ra, thì con dê nó lại cái đám cỏ non nó quanh quẩn nó ăn. Thì cho đến lúc gần cái buổi chiều đó, mưa gió sấm sét lên, thì nó đánh vào trong những cái gọp đá đó. Thì cái gọp đá đó nó bể cái đá ra, thì giang nó chém cái đầu, chém vào cái cổ của con dê đó, thì con dê đó nó chết. Nó phải chết vì đổ máu. Vì sáng hôm nay nó không bị thọc huyết ở đây, thì xế chiều đó là nó bị cái sấm sét đó, mà cái miếng đá nó văng ra là nó chém vào trong cổ nó chết. Thành ra cái nghiệp mà mình gieo vô cái nghiệp sát là cái nghiệp không thể nào tránh khỏi được nữa. Thì như vậy đó là những người mà phạm vào trong cái giới đầu tiên đó, là đầu tiên đó, là đầu tiên ta rơi xuống cõi khổ. Cho nên những cái người mà tử tù đó, chúng ta nhớ nè, cái người tử tù là người ta nói là, người ta nói là đó là những người mà cái giấc ngủ của họ đó bắt đầu từ 4 giờ sáng trở đi. Còn từ đầu hôm cho tới 4 giờ sáng đó, là họ không biết rằng là cái cửa phòng của họ có bị mở ra không. Và khi cửa phòng họ mở ra đó, là ai là người sẽ đưa ra sự bắn đêm này. Cho nên họ không có giấc ngủ trước 4 giờ sáng. Và khi mà 4 giờ sáng rồi thì họ biết là họ hôm nay được sống thêm một ngày. Và có những người họ rất là dữ dằn, nhưng mà tới cái giờ mà đưa họ ra để mà đưa họ ra pháp trường để mà xử bắn hoặc là chích thuốc hay gì đó, thì cho bữa cơm cuối cùng họ ăn không được. Và họ sợ hãi. Và có những cái người đó như vậy thì tất cả những cái quế diễm trong người họ là nó tuôn ra hết. Lúc đó là coi như là không có giữ được cái gì trong người, mà họ khiếp đảm cho tới cùng cực. Và họ chết đi trong cái nỗi sợ hãi. Thì con đường tái sanh của họ đó, cái mà nặng nề nhất là nó phải ở trong các cái tầng địa ngục này. Và khi ra khỏi các cái tầng địa ngục này, họ phải tái sanh làm quỷ. Rồi họ cứ lên lên như thế. Nếu mà họ làm được cái điều lành đó, thì họ dần dần là họ sẽ coi như là nối lại được với cái thiện nghiệp từ vô lượng kiếp của họ, và họ sẽ được tái sanh làm người ở đây. Nhưng mà họ tái sanh làm người đó là họ bị yểu mạng. Cho nên là tất cả bộ lực của tất cả các cái vị vua từ trước cho đến nay đó, luôn luôn cấm cái người dân không được đánh bắt cá vào cái mùa mà cá nó có trứng. Không giết bất cứ một cái con vật nào mà cái bụng nó mang thai bào để ăn. Nhưng mà các cái bệnh viện của mình đây đó, bây giờ là giết con nít nhiều nhất trên thế giới này. Đó là cái thống kê của bà Nguyễn Thị Phượng. Là Việt Nam mình đó, là đứng về Đông Nam Á, đứng vào cái hạng thứ nhất, mà đứng vào trong thế giới là đứng trong top 5. Giết chúng sinh từ trong thai bào. Và đó là không phải việc làm của cái người Bà La Môn mê tín, mà của người có ăn học, người có được đào tạo theo cái suy nghĩ của phương Tây. Nhưng cái đó nó chỉ nằm trong cái giỏi giang của cái pháp thế gian này, mà nó không có sự hiểu biết về mặt tâm linh. Từ cái người mà tình nguyện đến phá thai cho người đều làm cái công việc này, điều phạm về tâm linh là giới thứ nhất. Con đường đọa lạc chắc chắn sẽ mở ra. Và nếu phước báo lớn trong cái luân hồi đó mà trở lại làm người, thì phải là cái người mà bị người ta giết trong thai bào không biết bao nhiêu lần. Mà lớp trẻ bây giờ thì cứ tiến tới, vì cái tà dâm nó đã trở thành ra như là người ta uống một ly nước hoặc là người ta hút một điếu thuốc mà thôi. Cái tà dâm nó khủng khiếp đến như vậy. Và con người nó lan chạ, nó cầm thú đến như vậy. Công sở, bệnh viện, khách sạn mở ra, chỉ cần thuê nửa tiếng đồng hồ bao nhiêu tiền là đủ để thực hiện sự lan chạ, thực hiện cái sự tà dâm, làm nên một cái ác nghiệp của mình, nhưng lại lấy đó làm vui thú. Vì vậy khi mà người ta gieo xuống cái ác nghiệp cho mình đó, người ta gieo trong cái vui thú của cái tâm tham thọ hỷ này đây. Và khi người ta phải nhận nó thì người ta khóc la bằng cái tâm sân này đây.
nhưng tất cả đều là si mê hết chứ không có thể thoát ra được. Còn cái người có đầy đủ phước báo để nuôi cái thiện và cái thiện trí của mình á, người ta không dám phạm, bởi vì người ta thấy rằng lan chạ là cái đó dành cho hạng người thấp kém và hèn hạ. Một cái người làm người không có đi vào sự lan chạ để hưởng thụ, người ta không dám làm. Nó nói hạ liệt rõ ràng. Dẫu anh có quan chức gì, dẫu anh có nghề nghiệp gì, mà người ta có cung kính anh cách mấy, nhưng một khi anh đã lan chạ rồi thì anh đã được xếp vào cái hạng người hạ liệt. Đứng trước mặt các con của mình không dám nhìn thẳng nó đâu, vì nó là cái hạng người gọi như lan chạ, xấu xa tà dâm này. Mà bây giờ thì nó tại vì nó không phải là chỉ có một đôi chỗ đâu, và người ta trở thành ra như cái mà không hưởng là uổng, để cho rằng cái chuyện phạm giới là cái chuyện không có gì để nói. Uống rượu của mình là nhất thế giới này, coi như đó là cái chuyện mà không uống mới là cái người không phải là đàn ông. Nhưng người ta đua nhau để làm gì? Để mê hoặc. Giận nước phải suy vi, vì tất cả những người rường cột của đất nước là những người trẻ hoặc là những người đàn ông, thì bây giờ nó chìm trong cái hũ rượu tâm tối này rồi. Giận nước phải suy vi. Và những người đàn bà dẫu cho thông minh cách mấy mà sống với những người đàn ông như thế này thì chỉ đẻ ra những cái đứa con đần độn khùng điên mà thôi. Hoặc là những cái đứa con đó nó sẵn sàng nó sa vào trong cái hố trị lạc này, chứ để làm cái người đứng đắn nó cất đầu lên không nổi. Vì thấy không? Đây là cả một cái sự phát triển của cái dân tộc và của đất nước, chứ không phải cá nhân. Và bây giờ đàn bà con gái ngồi vào trong cái chỗ uống rượu công khai không hề có tàm quý, không hề biết mắc cỡ. Con gái dẫn nhậu thì chúng ta chỉ những cái đứa trẻ nó sanh ra từ trong cái bàn nhậu này, nó là ai? Cái số phận của nó, nếu là ở trong nhà nó sẽ làm điên đảo hết trong nhà, còn nếu không những cái chỗ mà bệnh viện tâm thần phải mở thêm nữa. Thấy đi. Và tất cả những ai làm giàu bằng bia rượu đó thì hãy chuẩn bị để nuôi những đứa con tâm thần này. Tiền mình lấy từ nguồn đó ra, làm giàu từ cái đó ra. Thì bây giờ cái giàu cứ giàu đi, rồi sẽ nuôi những cái đứa này. Cái nhân quả nó đi. Cho nên mới hỏi nhân gì, duyên gì, đưa đến quả gì. Bây giờ Đức Phật từ cái chỗ quả đó cho thấy cái nhân gì, cho thấy cái duyên gì. Mà cái nhân chính là cái nghiệp mình gieo xuống. Là cái ngày hôm nay mình có là cái quả. Rồi chúng ta sẽ lần tới nha. Sắc này xấu hay tốt, không phải do cha mẹ, mà do chính nghiệp của mình. Cha mẹ là mình chỉ là cái người mà giống như là tương ưng được cái gì nhận cái đó. Cho nên là có những cái trường hợp mà quý vị gặp, sư cô gặp hai vợ chồng của cái người đó đẻ hai cái thằng con trai, ba cũng bình thường, mẹ cũng bình thường, không phải thuộc vào cái diện mà có nhan sắc, nhưng mà hai đứa con trai như thiên thần, vì không biết làm sao mà nó phối hợp những cái ưu điểm của cha mẹ nó nằm trên cái khuôn mặt, cái hình hài của nó. Còn có những người cha rất là đẹp, mẹ rất là đẹp, nhưng mà nó lượm đâu cái xấu của cha mẹ, nó lấy hết ráo, nó chừa cái đẹp lại cho ba má nó. Đó là mình không biết được. Là bởi vì sao? Vì nghiệp quả của nó. Rồi chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Để cho thấy cái gì? Tất cả những cái gì mình mong muốn, mình hãy gieo cái hạt giống đó xuống. Chứ không phải muốn rồi là hét lên cho bằng được là muốn đâu. Này quý vị thấy con nít không? Nó muốn cái gì nó hét lên cho bằng được, rồi nó dùng cái hét lên nè để nó khống chế cha mẹ, nó làm cho cha mẹ nó cũng tối tâm mà phục sự cho nó. Như vậy mình không phải dạy con mình, mà chính con mình nó sai sử mình bằng cái gì? Bằng cái pháp bất thiện của nó mà mình dẫn dân theo. Đi theo. Nó đòi không được, nó hét lên, nó khóc, nó la, nó lăn cù ra, rồi thậm chí nó nôn, nó mửa ra, thì thôi đưa nó cái chỗ yên thôi. Và lúc mình quyết định đó, mình quyết định bằng cái gì? Quyết định bằng cách mình buông xuôi nó xuống là tâm si hoạt động đây. Nó không phải là pháp thiện và pháp bất thiện, không phải pháp thiện và pháp thiện trí. Không nâng được đứa con mà làm cho nó vùi xuống. Muốn gì được đó.
Vào chùa tu cũng vậy. Cái chùa nào mà dễ vô muốn làm gì làm á, ở đông lắm. Chùa nào khó quá đi ra. Nhưng mà chùa ở đâu phải cái chợ. Cái chợ ai tới ai lui cũng được, còn cái chùa không có. Cái chùa nó phải có cái phong cách của cái chùa. Còn nếu không nó không phải cái chùa, nó là cái chợ. À, quý vị có bao giờ đem đồ cúng dường cho cái chợ không? Cúng dường cho cái chùa chứ. Cúng dường cho cái người giữ giới hạnh chứ. Mà có cúng dường cho những cái người phá giới đây. Cho nên khi mình học về cái này đó, mình nhìn cái người ta, mình biết người ta, cái tâm người ta lúc đó hạ liệt, cái tâm lúc đó người ta cao quý là biết liền. Và cái ứng xử của mình trong cái thân quyến của mình á, là cái chỗ mà cái quả của mình nó trổ xanh á, cũng phải ứng dụng như này. Lúc nào tâm người ta cao quý, lúc nào tâm người ta hạ liệt, biết đi để làm chi, để mà tránh. Chứ còn nếu không, mình chưa biết cái gì nó xảy ra. Bởi vì giữa cái thiện và bất thiện nó đang xen nhau. Phước lớn lắm mình mới có cha mẹ, có chồng vợ, có anh em, có bạn bè đó, nó chỉ đi con đường thuận. Còn bình thường ra tất cả mọi người đều đi bằng con đường đang chéo lẫn nhau. Cái nào mỏng, cái nào dày là do cái phước của người đó. Cái người có nhiều phước thì cái phần quan trái này nó mỏng, mà cái phần thiện lành này nó dày. Còn cái người nào mà kém phước thì cái phần mà nó lục cục lòn hòn, nó mâu thuẫn, nó sanh ra đủ mọi thứ, cái phần này nó nhiều, cái phần này rất là mỏng. Mình không thấy, không biết ra, rồi cứ bám vô đó hoài, bám vô đó hoài, bám vô đó hoài, thấy không? Thì cái con đường của mình như vậy, mình phải nhìn thấy nè, trong cái luân hồi nó trôi nổi mãi khôn nguôi. Tại sao vậy? Vì mình thiếu cái thiện trí để dứt khoát cái bập bền. Mà cái bập bền này chính là gì? Chính là si và vô, không ra được, không dứt dạt được cái gì. Trong khi giữa pháp thiện và pháp bất thiện dứt dạt được. Hai con đường đi nó đi nghịch với nhau, thấy được, nhưng mình không đi được. Do làm sao? Do cái chính giữa này mình đặt cái phần si nằm đây. Cho nên mình nối kết hai cái này. Mình cứ nói trước đây người ta đâu có làm vậy, nãy giờ cũng buồn cái này nó mới vậy, để thất bại cái kia nó mới vậy, tại để nuôi dưỡng cái phần này, nuôi dưỡng cái quan trái cho nó mạnh hơn. Cho đến ngày nào nó bùng dở ra rồi, hối cũng không kịp nữa. Mình không thấy cái con đường của tâm đi, mình chỉ thấy cái pháp tục đế thôi. Và cái tâm mình á, nó cứ dùng cái tốt để nó bào chữa cho cái xấu. Trong khi thực tế của nó là phần nào tốt thì nó hiện ra tốt, phần nào xấu thì hiện ra xấu. Nó không có chập chờn. Tâm mình chập chờn, cái sự việc nó không chập chờn. Bây giờ quý vị thử nghĩ, mình trồng cái cây nó tốt vậy, đêm qua bão xuống nó chặt ngang vậy rồi. Bây giờ mình ôm cái cây gãy, mình khóc, mình nói trước đây nó đâu có gãy vậy, tốt vô cùng mà nó lên mà, rồi nó sẽ cho ra trái ra qua mà. Cái này cũng chỉ là một cái tai nạn chút xíu thôi. Vài bữa nữa nó bọc rễ lên, cũng ngồi giận ngồi mà khóc. Trời, hồi đó tôi mua cái hạt giống nó tốt như thế này, tôi gieo nó lên nó tốt như vậy. Cứ lấy cái đó mà khỏa lấp tất cả những cái thứ này. Hãy xem xét lại cái tâm của mình. Còn sự việc nó hiện rất rõ ràng. Vì mình thiếu sự rõ ràng trong cái phát hiện và pháp bất thiện này, do cái si và vô minh của mình che khuất, mà mình đây dẫn mình vào con đường đau khổ. Ngày nào chúng ta còn tâm tối thì chúng ta đưa mình vào trong cái sự khổ đau mà thôi. Không có ai dẫn mình đi, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi cho mình thôi. Tự mình mà buộc lấy mình vào trong, không có ai buộc cả. Đừng đổ cho hoàn cảnh. Mình có gật đầu người ta mới nói, không gật đầu không bao giờ nói được. Vì cái gật đầu của mình nó là thỏa thuận với pháp bất thiện này. Còn mình đủ cái dũng là mới lắc đầu được. Không đủ cái dũng không lắc cái đầu. Xin mời tất cả chúng ta nghỉ.